Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Kính chào quý đạo hữu. Alo. Dạ, cảm ơn Sít Quang Nghiệp. Cảm ơn quý Sít. Nam mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Tham Má trên Ban Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Kính chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích. Thượng tọa Giác Đẳng, bài số 9, Kinh Chánh Tri Kiến, Sammadhi Sutta, phân đoạn từ 040 đến 042. Mở đầu chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh, từ bi, đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, con kính thỉnh sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng tri thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm vốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phổi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Dạ, con xin được kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Và tiếp theo chương trình thì con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính lễ Bụt Tha, kính lễ Đức Phật, kính lễ chư thiên bằng đệ tử Phật, kính chào chư tín đức và kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 9, bài kinh chính tri kiến. Hay gọi là bài kinh, hay gọi là chánh kiến. Sammadhi. Thông thường khi mà chúng ta nói đến chánh kiến, ít có ai định nghĩa được chánh kiến là cái gì. Thường thì người ta chỉ nói là người chỉ tin nghiệp báo nhân quả mà không tin có cái sự thưởng phạt của thần linh thượng đế như vậy. Người chỉ tin vào cái nghiệp quả mà không tin vào bối toán sao hạn thì như vậy được gọi là chánh kiến, vân vân. Nhưng mà ít có ai hiểu được cái chiều sâu của cái trí tuệ
chiều sâu của trí tuệ, suy nghĩ được cái gì, thấy được cái gì, biết được cái gì mới gọi là chứng kiến. Thì cái điều đó trong bài kinh này sẽ nói đến. Bài kinh này được phân thành hai, thành hai phân đoạn. Bài kinh này chia làm hai ngày để giảng, tức là vì nó sáu phân đoạn từ 040 cho đến 042. Tới 445, 040 đến 045, 6 phân đoạn. Nhưng mà chúng tôi không hiểu là khi thượng tọa với đẳng phân làm hai ngày đó, thượng tọa phân theo cái con số 6 phân đoạn, mỗi một ngày 3 số, 040, 041, 042, rồi cái ngày khác là 43, 44, 45. Không biết có phải thượng tọa tính theo cái số đoạn hay không. Nhưng mà ý kiến của chúng tôi có ý kiến như thế này. Chúng ta phân như vậy nó không có cần sức, là bởi vì 040 kể như là dẫn nhập bài kinh, bỏ chúng ta không kể. Đi vào trong chi pháp thì không 41 là chánh tri kiến, là sự hiểu biết đúng đắn về thiện ác. Không 42 là sự hiểu biết chánh kiến, là sự hiểu biết đúng đắn về chất nuôi dưỡng sự sống. 043 là chánh kiến, là hiểu biết đúng đắn về tứ diệu đế. 044 là sự chánh kiến, là sự hiểu biết đúng đắn về giáo lý duyên khởi. Và 045 chánh kiến là sự hiểu biết đúng đắn về bờ mê vấn giác. Thì theo chúng tôi thì nếu vì cái phân đoạn 044 nói về thập nhị duyên khởi dài quá, do đó có thể là chúng ta không đủ thời lượng cho một buổi học. Vậy nếu được thì chúng ta sẽ học 041 là chánh kiến, sự hiểu biết đúng đắn về thiện ác, thì chỉ nói pháp thiện ác thôi. Chánh kiến là sự hiểu biết đúng đắn về tướng thực, chỉ có đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực, cũng đơn giản thôi. Chúng ta cũng có thể ngày hôm nay chúng ta thêm một phần nữa là chánh kiến là sự hiểu biết đúng đắn về cái sự khổ. Khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến sự khổ diệt tứ đế. Học ba cái đó. Rồi đến thứ hai là chúng ta mới học về chánh kiến, sự hiểu biết đúng đắn về lý duyên khởi. Vì lý duyên khởi ở đây chúng ta đề cập đến già chết, rồi sanh, rồi hữu, rồi thủ, ái, thọ, lục nhập, xúc, lục nhập, danh sắc, thức, hành, vô minh. Vâng vâng, nhiều chi pháp quá, quá nhiều chi pháp. Và xin tri ân thượng tọa giác đẳng đã đồng ý cho cái sự phân loại là
Xin các vị MC lưu ý dùm là hôm nay chúng ta sẽ đọc đến 043, 043, từ 040 đến 043, và thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân và Giảng Sư trong ngày hôm nay sẽ giảng về Kinh Chánh Kiến, bắt đầu kể từ chánh kiến về thiện ác, chánh kiến về tứ thực, chánh kiến về tứ đế. 03 đó. Như vậy là chúng ta mới cân phân được. Bây giờ xin mời cô Phúc Đức Lan Quang Hỷ đọc cho chánh phần 4 đoạn trên, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Giảng sư trong hôm nay sẽ thuyết giảng vấn đề này. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và sau đây thì con xin được đọc chánh kinh. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, hòa dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 9, Kinh Chánh Tri Kiến. Phân đoạn từ 040 đến 043 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Bài 9 Kinh Chánh Tri Kiến Sammadhi Sutta 040 đến 043. Phần chú thích: tên kinh được gọi là Kinh Chánh Tri Kiến vì nội dung đề cập tới chánh kiến hay sự hiểu biết chân chánh. Tại chùa Kỳ Viên Chetawana Kỳ Đà Lâm, lúc bấy giờ tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất giảng pháp cho chư tỷ kheo. Ngài nêu rõ cái nhìn chân chánh của một vị tỳ kheo là tri kiến dựa trên phân biệt thiện và bất thiện, tứ thực hay những dưỡng tố duy trì sự hiện hữu, tứ đế, thập nhị nhân duyên và ba lậu hoặc. 040. Cái nhìn đúng đắn, hiểu biết chính xác, niềm tin bất thối và có sở đắc trong giáo pháp. Tôn giả Sariputta tự nêu một câu hỏi để làm tiền đề về chánh tri kiến, chánh kinh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetawana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathabindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: chư hiền, chánh tri kiến được gọi là như vậy. Chư hiền, đến như thế nào một thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay nếu Tôn giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy. Sau khi nghe Tôn giả Sariputta, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Chư hiền, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. 041. Chánh tri kiến là hiểu biết đúng đắn về thiện ác. Chú thích: nếu hiểu rõ thiện và bất thiện, cần hiểu cả hai phương diện sở hành và gốc rễ. Chánh kinh: chư hiền, này thánh đệ tử, tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bổn bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri được căn bổn thiện. Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là bất thiện? Thế nào là căn bổn bất thiện? Thế nào là thiện? Thế nào là căn bổn bất thiện? Chư hiền, sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là bất thiện. Và chư hiền, thế nào là bổn bất thiện? Tham là căn bổn bất thiện, sân là căn bổn bất thiện, si là căn bổn bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là căn bổn bất thiện.
Và này chư hiền, thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, từ bỏ ác khẩu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, không tham dục là thiện, không sân là thiện, chánh tri kiến là thiện. Chư hiền như vậy gọi là thiện. Chư hiền, thế nào là căn bổn thiện? Không tham là căn bổn thiện, không sân là căn bổn thiện, không si là căn bổn thiện. Chư hiền như vậy gọi là căn bổn thiện. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy, tuệ tri căn bổn bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bổn bất thiện như căn bổn thiện như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên. Tôi là đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 042. Chánh tri kiến là hiểu biết đúng đắn về chất liệu nuôi dưỡng sự sống. Chú thích: sự hiện hữu của tất cả chúng sanh là do nghiệp tạo thành chứ không phải tự nhiên mà có, hay do một đấng sáng tạo làm nên những chất liệu tác thành và nuôi dưỡng. Phật học gọi là tứ thực. Lành thai, chánh kinh, lành thai, hiền giả. Các tỷ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời nói tôn giả Sariputta và hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: này hiền giả, có thể có pháp môn nào nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có linh pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là thức ăn? Thế nào là tập khởi của thức ăn? Thế nào là đoạn diệt của thức ăn? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? Chư hiền, có bốn loại thức ăn này. Khiến các loài chúng sanh đã sanh được an trú, hay các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh? Thế nào là bốn? Đoàn thực, loại thô hay loại tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Từ tập của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên. Tôi là đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 043. Chánh tri kiến là hiểu biết đúng đắn về sự khổ, cội nguồn của khổ, sự diệt khổ và con đường thoát khổ. Chú thích: chánh tri kiến theo Phật pháp là hiểu rõ bản chất của đau khổ và sự thoát khổ theo giáo lý tứ đế. Chánh kinh, lành thai, hiền giả. Các tỷ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời nói tôn giả Sariputta liền hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri khổ, tuệ tri tập khởi của khổ, tuệ tri đoạn diệt của khổ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là khổ? Thế nào là tập khởi của khổ? Thế nào là đoạn diệt của khổ? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Chư hiền, như vậy gọi là khổ. Chư hiền, thế nào là tập khởi của khổ? Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia,
tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chư hiền như vậy gọi là tập khởi của khổ. Chư hiền, thế nào là đoạn diệt của khổ? Đó là sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khắc ái ấy. Chư hiền, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chính là thánh đạo tám ngành đưa đến khổ diệt, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri khổ như vậy, tuệ tri tập khởi khổ như vậy, tuệ đoạn diệt của khổ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, vân vân như trên, và thành tựu diệu pháp này. Không 44, chánh tri kiến là hiểu biết đúng đắn giáo lý duyên khởi. Chú thích: sự hiện hữu của dòng, sự hiện hữu là dòng tiếp nối của những tác động, do cái này sanh nên cái kia sanh, các pháp hữu vi đến vừa năng duyên. Các pháp hữu vi đều là năng duyên và vừa là sở duyên. Chánh kinh: già và chết, lành thai hiền giả, vân vân như trên. Này hiền, có thể có pháp môn nào nhờ pháp môn này thánh đệ tử như trên thành tựu diệu pháp này? Chư hiền có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri dạ con xin lỗi, tại vì con thấy Xích Như Quỳnh bốn lên, con tưởng con nghe lộn. Dạ, bài chánh kinh đến đây thì đã tạm dừng. Con xin được kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sắc Khai Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn cô Phong Lan đọc bài hôm nay. Còn kính đảnh lễ từ tòa Tự Siêu, từ tòa Giác Đẳng, tòa Minh Hạnh, được Pháp Tính, được Tề Tri Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 9, nhưng mà chúng ta sẽ phần học đoạn từ 040 cho đến 043 theo cái sự phân đoạn của Chư Tôn Đức. Ở trong bài kinh Chánh Tri Kiến này đó thì chúng ta thấy ở trong cái nội dung này thì cái việc mà nói đến cái chánh tri kiến, cái có nghĩa là cái sự thấy biết đúng, thấy biết đúng, đúng như chân như thật, đúng như sự thật của nó, thì cái đó được gọi là cái chánh tri kiến. Cái thấy biết đúng này nó không phải là ở cái con mắt bình thường, bằng cái sự trí tuệ, bằng cái trí tuệ của chính mình. Và ở đây đó thì ngày Xá Lợi Phất lần nọ đó thì khi mà Đức Tôn giả Sariputta ngày mới gọi chư tỳ kheo ngày giảng về cái pháp gọi là kinh, gọi là cái pháp gọi là chánh tri kiến. Ở đây đó thì khi mà ngài gọi rằng cái chánh tri kiến, tức là mọi cái việc mà thấy biết đúng của một người đó, thì dù là ở khía cạnh nào mà thấy biết đúng thì cái đó chánh tri kiến nó có thể sanh khởi. Vì vậy cho nên là ngài cái trước tiên đó là chúng ta thấy rằng là ngài gọi chư tỳ kheo, ngài dạy rằng là chánh tri kiến là như vậy, có nghĩa là từ ở cái việc mà một người mà thấy thế rõ thế nào là gọi là cái bất thiện, thấy thế nào gọi là thiện,
thế nào gọi là căn gốc của bất thiện và thế nào là căn gốc của thiện. Thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng chúng ta có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì khi mà tâm khởi lên do giới cái bất thiện đó, thì người đó có hành động bất thiện. Hành động ở đây đó là mình nói đến cái thân như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Một người mà thường xuyên sát sanh, tức là sát hại những cái sinh vật có sự sống, rồi một người mà thường hay trộm cắp hoặc là lường gạt của người khác, hoặc là một người hay có một cái gọi là tà hạnh, tức là sống không có chánh hạnh, tức là có cái sự quan hệ bất chính trong một cái của một cái sở hành của một người, thì cái đó được gọi là cái thân bất thiện, cái thân bất thiện, cái hành động của nghiệp bất thiện thuộc về thân bất thiện. Và cái hành, cái thứ hai nữa đó là miệng, tức là cái lời nói của mình, khẩu nghiệp. Nếu mà mình nói những cái lời dối trá, đó là những cái lời không đúng sự thật, gây tổn thương cho người khác, hay là rồi mình từ chuyện không mà nói có, rồi chuyện có nói thành không, thì nó không đúng gì sự thật như vậy, thì cái đó được gọi là miệng nói dối. Nói dối đó là khẩu bất thiện. Hay là nói những cái lời thiêu thùa, có nghĩa là thêm bớt ấy. Thêm bớt. Hoặc là một người nói một cách là với cái tâm là có cái tâm đem đến cái sự xung đột quan trái người này giữa người này người khác. Ví dụ như đi đến người này thì nói như vậy, nói là người kia nói xấu người này, rồi hoặc là đi đến người kia thì nói là người kia nói xấu người nọ, vân vân, thì làm cho họ nghĩ sai, họ hiểu sai, rồi làm cho họ cái tâm quan trái, nuôi cái sự quán thù. Như vậy thì cái lời nói đó là nói thuộc về cái lời nói đâm thọc. Hoặc là một người nói những cái lời độc ác. Ví dụ như một người đó là thay vì người ta nói những cái lời hiền thiện, nhưng mà không nói những cái lời hiền thiện đó, ngược lại đó là họ nói những cái lời phải hết sức là cay cú, hết sức là độc ác, rồi hết sức là phải nói là mình nghe cái từ mà người hiểu, nếu mà người nghe rõ, hiểu rõ cái từ mà người ta nói, người ta nói những cái lời độc ác để sao mà cái gì mà nói mà nghe người ta cay cú nhất ấy, thì cái lời nói đó là lời nói hết sức là độc ác. Ngay cả cái việc mà mình nói những cái lời mà nó không đâu vào đâu, thay vì là mình nói những cái gì đó nó liên quan với cái cuộc sống hiện tại của mình, hoặc nó liên quan đến những cái gì mà chúng ta biết rằng nó có phát triển về lợi ích, về cái lợi lộc về vật chất, nó hợp pháp, hay hoặc là lợi lộc về lợi lạc về cái tinh thần, tức là làm cho cái tâm của người ta an lạc. Nhưng mà đằng này thì nói chuyện đầu trên sớm dưới bến nước, người này mập người kia ốm người kia to, vân vân, cao rồi lùn rồi xấu rồi đẹp, thì cái chuyện mình bàn như vậy đó, thì thật sự ra thì cái điều đó nó nói, nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì nó cũng không phải là đáng đâu, nhưng mà do rằng cái tâm của mình nói, cái tâm mình nghĩ đến những điều đó, mình nói hoài những cái lời nó gọi là phù phiếm, hay là nói chuyện mà nó vô ích thì nó cũng không có lợi ích gì. Nhưng mà tâm mình nghĩ đến những điều đó hoài, để rồi mình nói những cái lời nói đó, thì khi mà nói đó, với cái tâm thái độ là một người là bàng quan thiên hạ, thì như vậy đó thì cái tâm của người đó không tốt, không tốt, làm cho cái tâm của người đó không tốt, thì đó là khẩu nghiệp bất thiện. Khi mà nói đến cái ý nghiệp bất thiện đó, thì
hoặc là khiến cho họ họ suy nghĩ, khiến cho họ có cái lòng tham, khiến cho họ có cái lòng tham, tham về danh vọng, tham về lợi lộc, địa vị, quyền tước, tham về những cái này cái nọ, sắc thinh hương vị xúc, hoặc là tham về cho họ có những hành động hay lời nói, để chính cái hành động ác đó hay là cái lời nói ác đó phát xuất từ ở cái lòng tham của họ, để khiến cho họ có cái hành động, để họ sát sanh, họ trộm cắp, hay là họ tà hạnh gì đó, vân vân. Thì khiến chính cái lòng tham khiến cho họ bộc lộ ra những cái hành động, thì cái đó được gọi là tham ác. Rồi ngay cả cái lòng sân cũng vậy, để bực bội thì nó tiềm ẩn ở trong. Khi mới ban đầu nó là chỉ là sự bực bội khó chịu gì hết, nhưng mà lâu ngày chày tháng ấy, nghĩ tới nghĩ lui đó, thì nó trở thành những cái lòng sân hận quá thuộc, và khiến cho lời nói hành động. Cái người mà mẹ mở miệng ra đó, mình chửi người khác bằng những lời cay cú, hay là mình nói dối để được lợi về mình, hay là nói dối để cho người khác hiểu sai về cái người đó đó, thì cái này đó là do cái lòng sân hận khiến cho mình nói, hay là do cái lòng sân hận khiến cho mình hành động. Mặc dù là khi mà mình sát sanh thì cũng có thể là cái nguyên nhân là do mình sân hận, cho nên mình sát hại. Lúc đó đó là tâm của mình là nghĩ đến cái cách mà gọi là hủy diệt đối tượng, tức là những cái gì mà mình không thích, không ưa, thì tự động là mình sẽ là mình nói những cái lời nói đó. Thì cái gì mà khiến cho cái do cái tâm sân của mình mà khiến cho mình có hành động lời nói ác độc, hay là tạo cái nghiệp bất thiện, từ thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, cái đó được gọi là sân ác. Kế tiếp nữa là nói đến cái tâm của mình. Một người mà bị cái tâm tà kiến, tà kiến ở đây đó là có người quan niệm rằng là mình bị xui xẻo cái điều gì đó, phải là mình cúng tế thần linh. Cúng tế thần linh, chỉ có cái việc mà sát hại sinh vật để cúng tế thần linh, để cầu cái sự an lành cho mình. Thì cái suy nghĩ đó nó không đúng. Nó không đúng là vì sao? Trên cuộc đời này đó, chúng ta chịu cái sự chi phối của nghiệp rất là nhiều. Có thể là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nó dàn trải ở trong cái đời sống của chúng ta. Có khi thì chúng ta gặp những cái chuyện mà nó thuận lợi, hết sức là thuận lợi, từ vật chất cũng như là đời sống tinh thần của chúng ta. Nhưng mà có khi thì chúng ta gặp những cái việc bất trắc, trở ngại, rồi những sự rủi ro nó sẽ xảy đến. Những cái điều đó nó không phải ngẫu nhiên. Thứ nhất là do nghiệp. Cái thứ hai nó cũng là một phần cũng do là cái sự bất cẩn của chính mình, mà cái điều tai nạn, rủi ro cho chính mình nó có thể xảy ra. Cho nên nếu mà mình có nghiệp thì cái nhiều người ta nói rằng do cái gì đó, thần bà chú gì đó khóa hoại, hay là thậm chí mình nói là phi nhân khóa hoại. Phi nhân khóa hoại thì không phải là đương không mà người ta khóa hoại mình được. Một là mình có thể là chọc khóa người ta, chọc khóa người ta có nghĩa là một cái lời nói của mình mà mình đã làm một cái sự gọi là tổn đức. Người xưa họ nói rằng một cái lời nói của mình không đúng rồi đó, thì nó làm tổn cái đức của mình. Thì hoặc là chọc phá người ta, hoặc là mình làm những điều gì đó xúc phạm đến người, những cái lời phi nhân, mà chính những cái điều mình làm á, nó gây lên cái sự tổn phước, tổn đức cho chính mình, cho nên là phi nhân nó phá mình cũng có. Và do vậy đó thì do mình, do một cái người đó, cho nên là cũng từ ở cái sân ác đó, hoặc là cái cà tà kiến ác đó mà họ làm như vậy. Cho nên là khi mà một người hiểu về cái lý nghiệp báo đó, thì chúng ta phải tin rằng và hiểu rằng là nghiệp nó có quá khứ, hiện tại và vị lai. Và nghiệp nó có những cái trổ ra trong đời sống hiện tại, và có thể là trổ ra trong đời sống kế tiếp, và trổ ra bất cứ trong cái đời sống nào, cả thiện nghiệp và bất thiện nghiệp.
Cho nên nhiều khi chúng ta cũng biết tích đức tu thiện, cũng biết tạo những điều thiện công đức, nhưng mà có những rủi ro, có những cái nghiệp bất thiện do cái nhân của xấu của đời trước mà nó để lại cái quả bất thiện không tốt trong đời này. Mặc dù ở hiện tại chúng ta đang tu tập hay là vung bồi, tu tập hay vung bồi thiện nghiệp, nhưng mà chúng ta có khi cũng bị gánh lấy những cái quả bất thiện, những cái điều không tốt. Rồi có khi đó là có người chúng ta thấy rằng nhiều khi người ta nói ở ác sống dai, đâu phải là người ở ác sống dai, chẳng qua là họ đang hưởng phước của cái nghiệp đời trước, cái nghiệp thiện của đời trước, cho nên bây giờ họ hưởng được cái quả tốt lành của họ. Nhưng mà ở hiện tại thì họ ở ác, thì cái quả của cái tâm ác hay lời nói ác, hành động ác đó đó, nó chưa đủ, nó để chưa để đủ thời gian, đủ điều kiện để nó trổ, chứ không phải là nó không trổ. Cho nên nhiều khi mình thấy là cái người mà sao ở hiền ở ác vậy, ở hiền mà tại sao họ bị hoạn nạn, rồi tại sao cái người ở ác họ sống dai, họ được giàu sang, họ được cái này cái kia. Thì điều đó chúng ta cũng đừng có vội rằng là cho rằng không có nghiệp báo, cho rằng nghiệp báo không trổ, không có, vân vân. Thì cũng là một trong cái quan điểm sai lầm của mình, cái tri kiến của mình. Tri kiến này đó, nó liên quan đến với cái nghiệp đời sống của chúng ta. Đó là cái điều mà ở trong cái phần đoạn mà chúng ta nói rằng cái hành động ác hay là thân ác, cái thế nữa là nó là cái căn gốc thiện thì do tham, do sân và do si. Tham sân si nó chi phối chúng ta, tham sân si nó chi phối. Do tham cho nên là khiến chúng ta hành động, hay là do sân mà khiến cho chúng ta nói khẩu phát ngôn ra, hay hoặc là do sự si mê chúng ta phát ngôn ra. Thì cái căn gốc đó là căn gốc của bất thiện, khiến cho chúng ta tạo ra ba cái nghiệp gọi là nghiệp bất thiện đó. Và ngược lại đó là gọi là nghiệp thiện, thì nếu một người không sát sanh, không trộm cắp, không tạng, thì cái đó là thuộc về gọi là pháp thiện, pháp thiện. Và cái người không nói dối, không nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời vô ích, thì cái đó là khẩu thiện. Là cái người mà không có bị tham ác, sân ác, là si ác, tà kiến ác chi phối mình á, thì cái đó gọi là ý nghiệp thiện. Và cái ý nghiệp thiện này đó, thì nó có cái kết quả là mang lại cái gọi là hành động thiện, là thân không sát sanh, không trộm cắp đó, do căn vô tham, vô sân và vô si. Thì ba cái căn đó được gọi là ba căn thiện. Nếu một người nhìn nhận rõ, thấy rõ, biết rõ như vậy đó, thì mình biết rằng là khẩu nghiệp có thiện và bất thiện, thân nghiệp có thiện và bất thiện, và ý nghiệp có thiện và bất thiện, không có tham ác, không có sân ác, hay là không có tà kiến ác, cái đó được gọi là ý nghiệp thiện. Ý nghiệp thiện ở trong cái phần 42 đó, phần 42 đó là chánh tri kiến và hiểu biết đúng đắn về chất lượng sự sống. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng chúng sanh đó, tồn tại không phải là ngẫu nhiên mà có. Không phải ngẫu nhiên mà có. Bởi vì nếu một người không tin lý nghiệp báo thì cho rằng cái điều đó là nhiều người là trái với con đó.
Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con cảm ơn thầy tọa. Khi mà mình tái sanh nó không phải là ngẫu nhiên mà có, không phải tự nhiên. Trong kinh Trung Bộ thì gọi là cái yếu tố của cha, cái yếu tố của mẹ và thức tái sanh. Và khi mà thức tái sanh á, thì dĩ nhiên là do tha mái, do nghiệp tạo ra cái thân này. Cho nên cái chất liệu mà tạo nên cái cuộc sống này á, là do cái nghiệp và phiền não để tạo ra cái quả luân hồi này mà chúng ta có cái mặt, có mặt thân ngũ uẩn này. Cái thứ hai cũng không phải là do một đấng sáng tạo nào, theo một số tôn giáo quan niệm cho rằng là từ một đấng tối cao nào đó, đấng tạo nào đó sanh ra loài người. Trong đạo Phật thì không chấp nhận như vậy. Trong đạo Phật, Đức Phật ngài giảng cho chúng ta về cái giáo lý duyên khởi, tức là 12 nhân duyên đó. Sở dĩ có chúng sanh là sự vận hành của pháp này có thì pháp kia có. Vì vậy cho nên chúng sanh có cái quả của luân hồi thì dĩ nhiên là do nghiệp và phiền não. Nghiệp và phiền não. Thì cái điều ở đây là ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng là sự hiện hữu của tất cả chúng sanh do duyên nghiệp tạo đó, thì ở đây nó đều là có chất liệu. Này các tỷ kheo, sau khi quan hỷ tính thọ lợi, tôn giả Sariputta hỏi thêm về tôn giả Sariputta như sau: có thể nào một pháp môn nào nhờ pháp môn ấy vị thánh đệ tử tri kiến, có tri kiến chánh trực và có lòng tin pháp tuyệt đối và diệu pháp này, chư hiền? Có thể có. Chư hiền, thế nào là thánh đệ tử tệ tri thức an, tệ tri tập khởi của thức an, tệ tri đoạn diệt của thức an, và tệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức an? Thì ngài mới sự có mặt của chúng sanh đó, thì lại ở trong chúng sanh trong 31 cõi, trong đó cái cõi nhân loại của chúng ta, thì ngài muốn cái gọi là cái thực phẩm, cái tố để đời sống này. Thứ nhất là do đoàn thực, tức là cái vật thực để nuôi cái đoàn thực. Cái thứ hai là xúc thực. Cái thứ ba là thức thực. Và cái thứ tư là tư niệm thực. Thì trước tiên đó là chúng ta nói về cái thể chất của chúng ta, cái cơ thể của chúng ta, hay là ở trong kinh gọi đó là danh và sắc. Thì cái sắc là thể chất của chúng ta, còn danh nó thuộc về bốn cái thành phần danh quẩn, tức là thọ, tưởng, hành và thức. Thì bây giờ á, là khi mà nói đến cái sắc thân của chúng ta đó, những chúng sanh có những cái cảnh giới, ở trong đó có người của chúng ta đó, thì từ khi chúng ta bắt đầu là thọ thai, người mẹ thọ thai, chúng ta bắt đầu đi tục sinh từ ở là đoàn là thai sinh, thì được cái chất dưỡng tố của người mẹ nuôi ở trong bào thai. Rồi đến khi mà được sanh ra thì chúng ta được nuôi những cái thức ăn, nuôi được như thế hàng, mặc dù là được bú sữa hay là được uống nước vân vân, những cái chất dưỡng tố nó lỏng thôi, thì cũng là dưỡng tố. Cái dưỡng tố đó là gọi là đoàn thực. Rồi đến khi chúng ta ăn được những cái vật thực, cơm canh bánh trái chè cháo vân vân, các cái thứ đó đều được gọi là đoàn thực hết. Vì vậy cho nên Phật dạy rằng sắc bê a ha rát thi tích ca, chúng sanh duy tồn do vật thực. Thì cái vật thực ở đây chúng ta hiểu rằng nó không phải là chỉ đoàn thực không, mà là thực ở đây đó, thì nó gọi chung trong bốn cái gọi loại vật thực đó, bởi vì chất dưỡng tố đó. Thì cái chất thức ăn của chúng ta dù là lỏng đặc như thế nào cũng là khớp bởi nuôi dưỡng. Ngay cả cái người bệnh mà nằm trường đó, chỉ còn truyền được những cái chất đạm vô trong cơ thể, vì cái chất những chất đạm đó cũng là đoàn thực, dù là thô hay là tế.
lỏng hay là đặt nước hay là chặt đặt gì đi nữa thì cũng là một cái chất liệu để nuôi lấy cơ thể này, và nó nuôi cơ thể này nhờ cái đoàn thực đó. Đoàn thực đó thì mình thấy rằng cõi người của chúng ta thì cũng phải dùng đoàn thực. Một số chúng sanh ở cõi dục giới vui đó thì cũng dùng cái đoàn thực, mặc dù thức ăn cái đoàn thực đó nó khác đi nữa, nhưng mà cũng phải có những thức ăn. Những chúng sanh ở cõi dục giới vui cũng phải hưởng cái đoàn thực đó, nhưng mà khác với cõi nhân loại của mình. Rồi bây giờ các cái, bây giờ mình nói đến cái điều nữa đó là chúng sanh tồn tại do xuất thực. Chúng ta tồn tại do xuất thực. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị thấy rằng là chúng ta sống trong cái đời sống hàng ngày đó, thì thường chi phối bởi cái xuất và cái thọ của chúng ta đó. Xuất và thọ. Bởi vì khi mà căn cảnh gặp lại thì thức sanh khởi, và khi mà pháp này đó được sanh khởi lên đó, gặp lại đó, thì cái đó được gọi là xuất. Xuất. Cho nên là có thể là mình thấy rằng có khi đó là mình không ăn vật thực, có khi là mình không ăn vật thực nhưng mà mình cũng vẫn thấy no. Không ăn những cái thức ăn nhưng mà mình vẫn thấy no, vẫn thấy vui, vẫn thấy thích. Có khi đó là mình thấy cái cảnh đó, hoặc là mình nghe cái cảnh đó, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là thì nhiều khi nó trở thành cái niềm vui, mà trở thành cái niềm ỷ lạc, để rồi đó là mình cảm thấy nó vui và cảm thấy nó như là cái điều no vui ở trong lòng. Mình không thấy buồn và cũng không thấy cảm thấy đói, hay là mình cảm thấy như là sự vui ở trong lòng. Cho nên là có khi là mắt mình thấy, tai mình nghe, nhưng mà ngửi mình, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, ý mình suy nghĩ thôi. Nhưng mà cái đó nó trở thành cái xuất thực ở trong đời sống. Nó trở thành cái mà nuôi để có những cái mà mình thỏa thích. Giống như mắt mình thấy cái cảnh đẹp thì mình thích đó. Hoặc là mình ngửi được cái mùi thơm mình thích đó. Hoặc là mình nếm được cái vật thực đó là mình thích đó. Vân vân. Thì cái, hoặc là cái thân mình xúc chạm êm ấm thì mình cảm thấy thích đó. Thì nó giúp cho mình vui, thích thú trong cái điều đó. Nó cũng là một cái loại vật thực. Giống như tôi xin thưa là có khi đó là mình đang ăn cơm như thế này nè, nhưng mà báo một cái là có một cái tin buồn gì cho bản thân mình, hay là tin buồn gì đó cho người thân của mình, người thương của mình, thì tự động mình no nghe, mình không muốn ăn cơm nữa. Đó nó cũng là cái xuất thực tạo nên cái đời sống của mình. Có khi đó là người ta gặp một cái chuyện vui thì người ta cũng cảm thấy như là no. Đó là tạo nên cái cảm giác mà trong cái đời sống hàng ngày đó. Quý vị thấy rằng nhiều khi mình cũng chịu tác động, chi phối những cái điều đó rất là nhiều. Trong cái đời sống vui, buồn, tất cả các thứ. Để rồi là tạo nên cái mà người ta dính mắc vô trong đó. Người ta muốn có để được tồn tại. Và chính vì vậy cho nên cái xuất thực nó tạo nên cái tồn tại là một loại vật thực để nuôi sống. Rồi cái điều nữa đó là những chúng sanh ở cõi, xin thưa quý vị, là những chúng sanh ở cõi trời phạm thiên sắc giới vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng các cái cõi trời phạm thiên sắc giới là người ta không có dùng những cái đoàn thực như chúng ta, tức là không có cơm canh bánh rái như chúng ta, nhưng mà người ta có những cái pháp hỷ ở trong thiền, pháp hỷ trong thiền. Bởi những vị ấy, những vị phạm thiên đó đã chứng thiền, thì khi mà chứng thiền là họ có cái no vui ở trong cái thiền hỷ của chính họ, cái thiền lạc của chính họ, họ thành tựu những điều đó. Nó cũng là một cái nguyên nhân do cái xuất thực đó. Bây giờ là chúng tôi nói đến cái đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, con người của chúng ta cũng vậy. Cái điều nữa đó là cái thức lực, tức là mắt thấy, tai nghe nè, mũi ngửi, lưỡi nếm, hai thân xúc chạm đó. Thì cái điều này đó quý vị thấy rằng nó tạo nên cho chúng ta thấy
một cái sự sự thích thú và sự có mặt, có mặt. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là cái thức cực này đó, nó liên quan đến cảnh sắc, cảnh thinh, mắt, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thậm chí đến nói đến cái nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, tức là nói đến những cái quả thức mà chúng ta tái sanh ở trong những cái cảnh giới. Ví dụ vậy thấy rằng nó là cái thức tái sanh ở buổi ban đầu, thí dụ như bây giờ nói đến cái những chúng sanh ở tái sanh ở trong cõi dục giới vui, thì có thể nói rằng những cái quả thức hữu nhân đó, tức là tám tâm đại quả đó, nó cũng là một trong những cái mà để cái sở dĩ mà có những cái quả thức thiện đó, đó là do hành động thiện. Cái hành động thiện đó là chúng ta đã tạo cái nghiệp thiện. Chúng ta đã tạo cái nghiệp thiện, vì vậy cho nên có quả để tái sanh ở cảnh giới dục đó, dục giới vui đó, hay là tái sanh ở trong cõi, tức là hay là thức ở trong cái quả, bốn cái quả vô sắc, bốn cái quả vô sắc, thì sở dĩ chúng sanh tái sanh đó, đó sở dĩ mà có cái quả đó, đó là do hành động nghiệp thiện. Hành động nghiệp thiện mà mình nói dục giới, có thể là do bố thí, do trì giới, do tham thiền mà chưa chứng thiền, là do cung kính, do phục vụ, do hồi hướng phước, do tùy hỷ phước, do nghe pháp, nói pháp, hay là do cải chánh tri kiến, do những cái hành động thiện đó, đó mà nó mang đến cái quả thức thiện. Quả thức mà ở đây chúng ta nói đến tám đại quả, cái quả mà cho tái sanh ở cõi dục giới vui, mặc dù người đó là người nhị nhân, hay là người đó là người tam nhân, hay là người đó là tái sanh ở cõi người, cõi tứ thiên vương, cõi đau lời, cõi đấu sức, cõi dạ ma, cõi lạc thiên, cõi tha hóa tự tại, hay hoặc là các cái cõi dục giới, cõi sắc giới, thiền phạm thiên sắc giới, hoặc là quả thức của vô sắc giới, vô sắc giới. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái thức đó nó tạo cho chúng ta tái sanh đầu tiên, và cũng chính cái tâm thức đó nó giúp cho chúng ta tồn tại hay hiện hữu, bảo tồn cho chúng ta ở trong một cái cảnh giới đó, trong một kiếp ở cõi cảnh giới. Thí dụ như cõi người của chúng ta đó, thì chúng ta sống mấy mươi năm trên cuộc đời này, thì tâm thức tái sanh của mình ở buổi ban đầu cho đến khi mà mình kết thúc mạng sống, thì cũng chính tâm đó nó duy trì cho kiếp sống của mình, và cũng chính tâm đó nó làm việc kết thúc cái mạng sống của mình. Trong di dục tục sinh và tử, tâm bắt đầu tục sinh cho đến những cái tâm mà tục sinh duy trì cái kiếp sống của chúng ta trong suốt 60 năm và cho đến khi kết thúc. Và gọi đó là tâm tử. Thì những cái và khi mà để tái sanh ở trong cảnh giới mà ta gọi đó là người hoặc là người lạc, thì ở đây chúng ta nói như vậy. Như vậy thì chúng ta cần mà bố sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái thức ở đây muốn đến những quả thức tái sanh, quả thức tái sanh. Như vậy thì ở trong đời sống của chúng ta nó cũng là có sự hiện hữu ở trong đời sống này. Và cuối cùng đó, nó là do cái gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực đây là hành động, cái sự tác tạo bằng cái sự chú ý của chính mình, tức là nghiệp đó. Tư niệm thực ở đây là nghiệp đó. Nghiệp, cái gì động, nó hành động, không phải là thân hành động không, mà còn có lời nói, rồi có cái tâm chủ ý của chính mình. Khi mà mình tác tạo nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, thì cái đó là cái động lực giúp cho mình. Cho nên chúng ta thấy trong giáo lý Duyên Khởi đó, thì và hữu đó, thì cái hành ở đây, cả hành động thiện hay là bất thiện, hay là bất động hành, thì những cái điều đó đó, nó phải nói là do cái điều gì?
chính là cái hành động nghiệp của mình tạo ra. Và do có cái nghiệp cho nên giúp chúng ta, có thể nói rằng cái nghiệp đó mà có, chúng ta có, làm cho chúng ta có mặt. Và có những cái, và chính cái nghiệp đó làm cho chúng ta tồn tại để chịu đựng hay thọ nhận những cái quả tốt và quả xấu đó. Quả tốt và quả xấu đó, chính cái nghiệp đó. Cho nên chúng sanh tồn tại bởi những cái bốn cái loại vật thực, tức là nói đến đoàn thực, tức là những cái thức ăn, thức uống, cơm, canh, bánh trái, cái gì mà nó trở thành những dưỡng tố để nuôi cơ thể chúng ta. Xuất thực, tức là những cái giao thoa giữa căn và cảnh đó, tạo cho mình niềm vui, nỗi buồn, rồi cái cảm thọ của chính mình. Và cái thức thực, tức ở đây chỉ cho mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, hoặc là quả thực tái sanh của chúng ta, khi nãy chúng tôi vừa nói. Và cái tư niệm thực là nói đến cái hành động mà chúng ta có sự chủ ý, và chính sự chủ ý đó nó khiến cho chúng ta hành động, hay lời nói, hay là cái suy nghĩ, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, nó tác tạo thành nghiệp. Và nghiệp đó nó giúp cho chúng ta duy trì có mặt ở trong các cái cảnh giới, dù là chúng ta thọ nhận quả vui, hay chúng thọ nhận quả vui, hay là chúng ta lãnh chịu cái quả khổ, lãnh chịu cái quả khổ, thì cái đó nó cũng đều là do cái nghiệp của chính mình. Và bây giờ ở đây là với một cái người đệ tử mà gọi là tệ tri những cái nguyên nhân thức ăn đưa tệ tri sự khổ, tệ tri của những cái thức ăn đó, con đường đưa đến, tệ tri những sự thức ăn, rồi tệ tri nguyên nhân đưa đến thức ăn, rồi tệ tri đưa đến sự chấm dứt thức ăn, rồi cái tệ tri đưa đến gọi là sự chấm dứt thức ăn, và con đường đưa đến thức ăn là như vậy. Ở cái câu mà 043 đó, thì ở đây chánh tri kiến là hiểu biết đúng đắn về sự khổ, cội nguồn của khổ, và cội nguồn của khổ, sự diệt khổ và con đường thoát khổ. Thì ở đây đó chúng ta thấy là thường là nói đến bốn cái gọi là tứ thánh đế. Nói tứ thánh đế hay là tứ diệu đế, tức là bốn sự thật. Mà tứ thánh đế thì chỉ cho bậc thánh giác ngộ về bốn sự thật này, cho nên gọi là tứ thánh đế. Bậc thánh giác ngộ về bốn sự thật này. Và chính Đức Phật Ngài cũng giác ngộ về những cái pháp này. Đức Phật Ngài tuyên bố rằng cho đến khi nào Như Lai chưa tuệ tri về bốn sự thật, thì cho đến khi ấy, giữa cái thế giới chư thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, Như Lai chưa có phải là vị chánh đẳng giác. Mà cho đến khi nào chính Như Lai đã tuệ tri về bốn sự thật này, cho đến khi ấy Như Lai tuyên bố Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác trong cái thế giới này, cái thế giới Ma Vương, Phạm Thiên, Chư Thiên, Sa Môn, Bà La Môn này. Thì cái sự thật này đó, nó là sự hiển nhiên, muôn đời nó là như vậy đó. Dù chư Phật hoặc quá khứ, hay là chư Phật ở tương lai, hay là chư Phật ở hiện tại, giác ngộ về những điều này, thì cái điều mà Đức Phật Ngài nói ở đây là khổ. Đấy đó là cái hệ quả, cái khổ mà chúng ta đang có. Nhiều khi đó là do là mình bị vô minh, cho nên là chúng ta không có thấy được những cái điều đó. Chúng ta không thấy được khổ. Mà trong kinh gọi là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, không muốn, muốn không được mà là khổ, mà thương yêu xa lìa là khổ, mà ghét gặp mặt là khổ. Thì khi chúng ta nói đến cái gặp mặt là khổ, hay là ghét gặp mặt là khổ, rồi thương yêu xa lìa đó, thì nó cái điều đó nó tạo sự bức bách, bức bách ở trong tâm lý và thể chất của chúng ta. Có nhiều người vì khổ đó, cho nên là người ta cũng phải có thi, người ta quyên sinh. Rồi có nhiều người thấy cũng chưa phải là khổ lắm, bởi vì sự si mê. Rồi có người khổ rồi, trước sau thì cái khổ nó cũng qua thôi. Thì cái đó mình đành phải chấp nhận, đành phải chấp nhận. Nhưng mà có đành chấp nhận hay là không muốn nhìn nhận đúng cái sự thật của nó, thì cái sự khổ cũng vẫn có. Do rằng là mình chấp thủ năm quẩn. Năm quẩn là cái này, là sắc quẩn là tôi, thọ quẩn là tôi, tưởng quẩn là tôi, hành quẩn là tôi, thức quẩn là tôi. Hay là sắc quẩn là tự ngã của tôi, thọ quẩn là tự ngã của tôi,
hành quẩn là tự ngã của tôi, thức quẩn là hành quẩn tự ngã của tôi. Rồi sắc quẩn là tôi, của tôi, thọ quẩn là của tôi, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi một người có cái chấp á, cho nên là mọi cái hệ lụy nó dẫn đến cái khổ, cái khổ mà chúng ta đang có mặt. Mà cái khổ mà chúng ta dễ thấy nhất là sanh già bệnh chết, bệnh sầu muốn, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa đó. Nhưng mà do rằng á, là chúng ta có cái thân năm quẩn này, cho nên rất là khổ, rất là khổ. Mà nhiều khi đó là chúng ta cũng muốn tránh né cái khổ. Có nhiều khi mình nói mình muốn tránh né cái khổ, dù là cái khổ đó nó hiển hiện, nhưng mà mình muốn tránh né nó, tránh né bằng cách này cách nọ, nó đâu có thể tránh né được. Cái khổ nó vẫn đang chỉ cởi mà cái khổ này đó là cái quả của luân hồi. Cái khổ này cho nên là chúng ta có cái mặt, có cái thân ngũ quẩn này. Hả, ai có cái chúng sinh nào mà có hiện hữu của ngũ quẩn thì cái đó là khổ. Mà cái gì làm cho chúng ta khổ, cái đó đó tức là nguyên nhân đưa đến khổ, đó là một sự thật nữa. Cái sự thật thứ hai đây đó là cái sự thật mà cái nguyên nhân mà đưa đến khổ, đó chính là tham ái. Hay là mình nói căn gốc bất thiện đó là tham, nhưng mà đó cũng chính là ái khiến cho chúng ta có mặt. Mà cái ái là chất liệu mà, chất liệu khiến cho chúng ta dẫn đến đau khổ. Thứ nhất đó là do chúng ta tham đắm và dính mắc ở trong các cái dục, trong dục sắc thinh hương vị xúc vân vân, trong các cái chúng ta tham đắm dính mắc ở trong đó. Rồi chúng ta tham đắm là có mặt sự hiện hữu, có sự hiện hữu. Có người thì bị khổ bây giờ thì mong muốn mai sau ai sẽ được sáng lạng hơn chút, tốt hơn chút, sướng hơn chút, rồi mong muốn ở đời sau như thế này thế nọ, cũng là cái nguyên nhân khiến cho mình có mặt ở đời sau, đó chính là tham ái. Tham ái, và chính cái tham ái đó nó dắt dẫn khiến cho mình phải có cái sự hành động. Giống như bây giờ là mình muốn mình được cái này hay là cái kia thì mình phải làm sao để mình trở thành như vậy. Ví dụ như mình trở thành một ông kỹ sư thì phải là cố gắng học bao nhiêu năm rồi ra thực tập rồi trở thành ông kỹ sư cái ngành nghề chuyên môn của mình. Thì để mà gọi mình là ông kỹ sư đó, ông kỹ sư hay là bà kỹ sư đó, thì phải nói là bao nhiêu năm mình đã đầu tư vô đó, đầu tư vô đó. Và cái mong muốn của mình, cái hướng muốn, ý muốn của mình cũng muốn mình trở thành một ông kỹ sư. Nó giống như là cái tham ái vậy, có sự hiện hữu, mong muốn sự hiện hữu. Và cái hạnh nghiệp, cái nghiệp mà chúng ta tạo, cái nghiệp mà chúng ta tạo để trở thành ông kỹ sư đó, là nói đến cái nghiệp, cái hành động chúng ta để bao nhiêu năm học hành, tích tụ rồi gom góp những cái kiến thức để rồi trở thành ông kỹ sư, có những cái kiến thức, cái chuyên môn của mình, thì để trở thành ông kỹ sư thì cái điều đó là do cái sự mong muốn của mình, cái ham muốn của mình, mà đó chính là ái. Thì nói đến cái ái thì là dục ái, tức là dính mắc ở trong thứ nhất là năm cảnh trần cảnh đó, sắc thinh hương vị xúc. Cái thứ hai là ưa luyến ở trong cái sự hiện hữu trong cảnh giới, trong các cái cảnh giới. Và cái gọi là ái mà nó liên quan đến cái chấp, mà gọi là tham ái mà liên quan đến chấp thường, tức là sát ý thí, tức là quan niệm cái gì đó nó hàng hữu, nó hàng hữu cái gì đó. Có người thì nói thôi bây giờ cái thể chất á, có người quan niệm cái xác của mình có chết đi nữa, nhưng mà còn có một cái gì đó, cái linh hồn, hay cái tự ngã, hay cái tiểu ngã, hay là cái gì đó, mình gọi cho nó một cái tên, mà cái đó nó hàng hữu từ đời này sang đời khác. Thì cái quan niệm đó, đó là quan niệm của chấp thường. Chấp thường. Mà chúng ta cũng biết đó, đời trước này và đời sau á, nó hoàn toàn khác nhau.
Ở trong Diệu Pháp có nói một cái câu đó là mình sanh tâm nào á thì mình tử tâm đó, nhưng mà mình tử tâm nào á chưa chắc mình lại sinh tâm đó. Có nghĩa là nếu như chúng ta là tục sinh bằng cái tâm quả thiện đại quả tương ương trí, là người tam nhân ví dụ vậy, thì suốt cả một kiếp của mình đến khi mà mình nhắm mắt lìa đời cũng là một người tam nhân đó, cũng cái tâm đó làm việc tử cho chính mình. Bởi tâm tục sinh, hộ kiếp và tưởng nó chỉ là một trong ba giai đoạn đó mà thôi. Nhưng mà khi mà mình tái sanh ở một đời sống kế tiếp đó thì lại là một cái tâm thức tái sanh khác, và nó chiêu cảm lấy cái nghiệp khác nhau để dẫn mình đi tái sanh. Đâu phải là kiếp này mình là người rồi kiếp sau mình sanh lại làm người nữa. Nếu như mình tạo cái nghiệp bất thiện thì không thể nào mình sanh lại làm người, hay sanh lại làm chư thiên hay là phạm thiên được. Còn nếu một con vật mà nếu như mà nó trả hết nghiệp của nó chịu hết nghiệp của nó, và nó có một cái điều thiện gì đó, do cái thiện đó mà nâng đỡ cho nó, cái phước đó nó tái sanh, nó đâu thể nào làm con vật lại nữa. Cho nên ở đây đó chúng ta nói rằng mình sinh tâm nào thì mình tử tâm đó, nhưng mà mình tử tâm nào đâu phải là mình sinh lại tâm đó. Thì ở đây đó cái giai đoạn tục sinh của chúng ta nó hoàn toàn khác nhau ở trong một cái đời sống mới. Và trong từ ngày xưa trong kinh Tương Ưng Phật dạy là vô thủy là luân hồi. Cho nên nói đến luân hồi ấy, thì trong 31 cõi này đó thì trừ những cái cõi tịnh cư ta không có tái sanh thôi, còn những cái cảnh giới khác thì có lẽ là chúng ta đều có mặt, và có thể hiện thân ở các cái cõi chư thiên, có thể hiện thân là phạm thiên sắc giới, có thể hiện thân là phạm thiên vô sắc giới. Thì ở đây đó có thể nói rằng là khi mà nói đến cái đời sống luân hồi là như vậy, bây giờ đó là cái khổ là như vậy, cái tham ái này, rồi chấp đoạn tức là sau khi chết là hết, không có cái gì. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn có tái sinh, đâu có hết được. Và ngay cả cái gì chúng ta làm điều thiện, cái nhân của thiện thì dĩ nhiên có cái quả của điều tốt lành, quả thiện. Cái nhân của ác ấy, thì nó có cái quả của ác, chứ không thể nào mất. Cái ân đức của Tam Bảo đó, thì nó vẫn còn, dù là như thế nào đi nữa. Mặc dù là chúng ta có thể quẩn mặt quay lưng đối với Tam Bảo, không có đức tin đối với Tam Bảo, nhưng mà cái ân đức đó nó vẫn hiện hiện. Chúng ta cũng cái ân đức đối với cha mẹ, thầy tổ, cái bậc mà có hữu ân ta, có ân với chúng ta, thì những cái ân đức đó nó không bao giờ mất. Cái thiện nghiệp chúng ta làm cũng không mất, cái ác nghiệp làm cũng không mất, cái gì nó cũng có thiện hữu đó. Cho nên cái người mà chấp đoạn cũng không đúng cả hai cái này đó, mà do là mình dính mắc bám chấp vô đó thì cái đó được gọi là chấp đoạn. Mặc dù là chư tổ đức ngày xưa nói là thà là chấp thường như cái núi Tu Di đó, còn hơn là chấp đoạn như là cái hạt cải đó, thì thôi, nói trong Phật giáo đó, thì cái gì nó cũng là không tốt hết, chấp thường hay chấp đoạn cũng không tốt, bởi vì nó gắn liền với tham ái, nó kết hợp với tà kiến, thì cả hai cái yếu tố đó có thể là dẫn tái sanh trong luân hồi. Và cái hai yếu tố này cho nên là khiến cho chúng ta sanh ở trong khổ cảnh là như vậy. Thì bây giờ nói đến khổ, cái nguyên nhân sanh khổ chính là tham ái. Rồi cái sự chấm dứt khổ, sự chấm dứt khổ chính là chỉ cho Niết Bàn. Chỉ cho Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là chấm dứt hoàn toàn mọi hiện hữu của năm uẩn. Hay Niết Bàn là đoạn tận diệt những phiền não. Thì cái căn nhân mà để tạo nên cái ngũ uẩn này, như chúng ta đã nhớ ở trong cái câu Pháp Cú mà Đức Phật ngày dạy rằng lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải thai sanh, ôi người làm nhà kia, nay cột kèo, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị ta phá tan, tâm ta đạt được tịnh lạc. Thì có nghĩa là sao? Đức Phật ngài nói là cái người mà xây dựng nhà này, có nghĩa là cái gì mà xây dựng nhà này? Đó chính là phiền não, đó chính là cái nghiệp của ta tạo, cả nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Và
xây dựng nhà này cột kèo, có thể nói là những cái chất liệu để tạo nên cái thân này, chất liệu tạo nên cái thân này, thân ngũ uẩn này, được xem như căn nhà. Mà cái người xây dựng nhà này, Đức Phật ngài nói là bao nhiêu kiếp ngài cũng lang thang trong sự linh sanh tử luân hồi đó, nhưng mà rồi đó thì ngài đã khóa cái căn nhà và ngài cũng diệt luôn cái người mà xây dựng nhà này. Mà người xây dựng nhà này là gì? Đó là tham ái, đó là tham ái. Mà niết bàn á là sự chấm dứt hoàn toàn những phiền não, hay là diệt đế tức là sự dập tắt hoàn toàn những phiền não, hay là không còn sự hiểu của năm uẩn. Ở đâu đó chúng ta thấy ở trong 31 cõi này nè, thì phần lớn là cõi năm uẩn, còn lại đó là chỉ có một cõi nhất uẩn, đó là cõi vô tưởng, chỉ có sắc uẩn, và còn lại là bốn cõi là chỉ có bốn thành phần danh uẩn, đó là bốn cõi vô sắc, vô không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi 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 tự xứ. Thì bốn cái cõi đó là hiện hữu của bốn uẩn, nhưng mà nói chung là hiện hữu của năm uẩn ở trong tam giới này. Cõi nhân loại chúng ta là đủ năm uẩn, cho nên là ở đâu mà còn cái căn nhà này thì còn khổ. Mà cái người xây dựng nhà này chính là tham ái. Mà niết bàn đó là chấm dứt hoàn toàn ly tham, hoàn toàn không còn những sự hiện hữu của năm uẩn nữa, không còn sự có mặt của phiền não. Phiền não như vậy là niết bàn. Mà để mà có được niết bàn đó, để không còn khổ nữa, để chứng đắc thành tựu niết bàn đó, thì chỉ có thực hành cái con đường mà đó chính là con đường đạo đế. Vì vậy cho nên là gọi là cái pháp mà cần phải tu tập pha quê tập ba thâm má, tức là đạo đế. Trong tứ đế đó thì khổ đế là pháp mà cần phải biến tri, Parinyaya thâm má. Tập đế là pháp mà cần phải đoạn trừ, ba tập ba thâm má. Diệt đế là Sacchika tập bá, tức là pháp mà cần phải tắc chính. Và đạo đế là pháp mà cần phải tu tập, tức là pha quê tắp ba thăm mát. Như vậy thì cái người mà muốn được giải thoát thì tu tập theo cái con đường đạo đế, hay nói gọn hơn tức là bát chánh đạo. Nói bát chánh đạo trong đời sống hàng ngày, ở chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mình định nghĩa về bát chánh đạo đó. Thì ở đây đó là mình định nghĩa ở trên phương diện hiệp thế. Thí dụ như là do chúng tôi thấy nghiệp báo luân hồi là khổ, thấy được cái con đường chánh hạnh, con đường giải thoát mà Đức Phật ngài dạy, cho nên tu tập thì cái chánh kiến đó nó cũng chính kiến là hiệp thế thôi. Cho nên ở trong sở hữu bát chi đạo đó, tức là ở theo di diệu pháp đó, thì sở hữu bát chi đạo chánh kiến tức là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy tức là sở hữu tầm, chánh ngữ tức là sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp, chánh mạng là sở hữu chánh mạng, chánh tinh tấn tức là sở hữu cần, chánh niệm là sở hữu chánh niệm, chánh định là sở hữu nhất hành, hay là mình gọi là ekagata là sở hữu nhất hành ở trong bảy sở hữu biến hành. Thì nếu mà sở hữu bát chi đạo này, tức là tám sở hữu bát chi đạo này, mà nó phối hợp ở trong tâm thiện hiệp thế, trong tâm đại thiện, thì đó là trong cái phương diện hiệp thế, hay là trong giai đoạn tu tập. Người chúng ta tu tập, những người tu tập thấy chánh kiến, có được chánh kiến tức là thấy biết đúng, chánh tư duy tức là suy tư vô tàm, vô xin lỗi chi suy tư vô vô tham vô hận và vô vô dục, vô hận và vô hại. Chánh ngữ là mình nói những lời chân chánh, chánh nghiệp là nuôi mạng chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Thì những cái chánh đó đó mà chúng ta nói là ở trên phương diện hiệp thế, nó chỉ là giai đoạn để tu tập, và chúng ta cũng đang thực hành giai đoạn đó, tức là sở hữu bát ta biết tu tập sự cung kính bố thí trì giới
rồi hỷ phước, hay là cải chánh tri kiến, thiết pháp, kính pháp. Đó gọi là cái việc mà chúng ta tu tạo, tu tập ở trong đời sống hàng ngày. Sở hữu bát chi đạo nãy chúng tôi vừa nêu, ở trong đặc nói đến tâm đạo, thì nó có cái khả năng để sát trừ phiền não. Chỉ có sanh ở trong bậc thánh Tu Đà Vương, bậc thánh Tư Đà Hàm, bậc thánh A Na Hàm, hay là bậc thánh A La Hán, thì những bậc thánh đó sở hữu bát chi đạo này, họ ở trong tâm đạo đó, là ở trong giai đoạn tu chứng của một cái vị hành giả, tu chứng của hành giả. Cho nên nếu mà nói rằng con đường đạo đế, hay là trong kinh mô tả đây là con đường cổ xưa, con đường mà chư Phật ba đời đã đi qua, và các vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng đã và đang và sẽ đi qua ở trên, dựa trên bát chánh đạo này, hay là bát thánh đạo này, tức là con đường đạo đế để đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Và cái căn nhân mà đưa đến sanh tử luân hồi chính là tham ái. Mà để mà đoạn được tham ái thì chỉ có tu tập bát chánh đạo hay là bát thánh đạo, để mà cái người đó liễu ngộ được cái sự thật. Sự thật thì như vậy, thì chúng ta nói đến cái mối quan hệ mà nhân quả giữa tứ đế đó, thì rõ ràng là khổ này là quả của tham ái, và tham ái là nhân của khổ đau. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta thấy đạo đế và diệt đế, thì diệt đế nó không phải là quả của đạo đế, mà nó là cái thành tựu là do chúng ta thực hành được đạo đế. Khi mà thực hành đạo đế, tức là đoạn trừ được phiền não, thì cái căn nhân mà đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi nó không còn nữa, thì cái đó là một phương pháp, hay là cái phương pháp để đưa đến cái chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ chúng ta không là quả của đạo đế. Bởi vì nếu mà chúng ta nói nhân quả đó, ta nói còn ở trong cái sự tương đối đãi với nhau. Và như vậy đó, thì ở đây đó là cái bốn sự thật này, Đức Phật Ngài nói là cái đối với bậc thánh là giác ngộ những điều đó, những sự thật đó. Và chính Đức Phật cũng tuyên bố là cho đến khi nào mà Như Lai giác ngộ về bốn sự thật này, thì ở trong cái thế giới chư thiên ma vương phạm tiên hay sa môn bà la môn, Ngài mới tuyên bố Ngài là vị chánh đẳng chánh giác trong cái thế giới này, trong cái thế gian này, là như vậy. Thì ở đây chúng ta từ ở cái câu 40, không 40 cho đến câu 43, thì ở không 40 thì giới thiệu, cái không 41 là nói đến cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, hoặc là căn của thiện hoặc là căn bất thiện. Câu 42 thì nói đến tứ thực, nói đến tứ thực tức là đoàn thực, xuất thực, thức thực và tư niệm thực, và bốn cái pháp này đó, để nó tạo nên cái chất liệu luân hồi của chúng sanh. Và chúng sanh tồn tại ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đó, chính là những cái chất liệu bởi đoàn thực, xuất thực và thức thực đó. Bởi vì vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng Sabbe Aharathitika, chúng sanh di tồn do vật thực. Thì cái vật thực ở đây chúng ta hiểu rằng cả bốn cái vật thực đó, bốn cái thực đó, tức là cái chất, cái dưỡng tố, cái thức ăn để tạo nên cái gì đó nó có mặt, là như vậy. Và cái 043, tức là cái đoạn 043 là giải về bốn sự thật, tức là chỉ cho khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và đối với bậc thánh thì các ngài giác ngộ về bốn sự thật này, như pháp đã ứng tri, cần tu thì các ngài đã tu, cần đoạn thì các ngài đã đoạn, cần biết thì các ngài đã biết, thì các ngài đã biết rõ, cần tu thì các ngài đã tu, cần đoạn thì các ngài đã đoạn, cần chứng thì các ngài đã chứng. Còn đối với một người phàm phu tu tập á, thì mình chỉ có ở giai đoạn tu tập thôi. Dựa trên bốn sự thật này mà chúng ta phải có cái sự suy gẫm. Và khi tu tập thì tu tập về đạo đế. Còn khổ đế là chúng ta biết là cái hệ quả từ đâu mà có, tức là do tham ái.
Cho nên để mà chấm dứt khổ là đoạn trừ tham ái, chứ không phải là đoạn trừ khổ, mà đoạn trừ tham ái. Vì tham ái chính là căn nhân, gốc rễ, cội nguồn để đưa đến đau khổ. Và để mà thành tựu được cái niết bàn tịch tịnh, không còn hiện hữu của năm quẩn, chấm dứt hoàn toàn cái sự gọi là chấm dứt hoàn toàn phiền não, thì chỉ có thực hành đạo đế, tức là phương pháp để đưa đến chứng ngộ, trở thành chấm dứt, để chứng đắc được, chấm dứt được những phiền não, chấm dứt được luân hồi là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiêu hóa. Nam mô Bố Thầy Giá. Bây giờ còn thời gian còn lại cũng thỉnh chư tăng tiếp tục điều họp. Nam mô Bố Thầy Giá. Sa tu kính chúc chư tổ pháp thượng. Bạch chư tổ thời siêu, chư tổ có nghe được không? Nếu chư tổ thời siêu đang có mặt ở trước máy, xin kính thỉnh chư tổ trả lời cho cô thao dụng số 1. Một lần nữa xin được hỏi chư tổ thời siêu, chư tổ có mặt ở trước máy không? Chư tổ tùy quyền ấy, chư tổ có mặt ở trước máy không? Nếu dạ, thưa Thầy Quyền, đề tài về tứ thực á, nói về những cái dưỡng tố hay là những cái chất liệu mà nuôi dưỡng sự sống. Ở đây là một đề tài lớn. Ngài Sariputta, Ngài nói rằng nếu gọi là một người có chánh tri kiến thì người đó cần hiểu về tứ thực. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào cái nền cái Phật, giới Phật học Phật Việt Nam mình á, thì ít khi người ta nhắc đến pháp luật khoa, nhắc đến bắt chánh đạo, tứ đế vân vân, nhưng những cái này thở đề cập đến, thì thường toàn có thể cho biết một vài cảm nhận là tại sao không, một vài cái cảm tưởng thì gọi là ý nghĩ thì gọi là tại sao, kính thỉnh thường toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, như tôi đã chứng được nghe rõ. Thì cảm ơn quý vị. Thầy chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tôn Giác Đán, Thượng Tôn Pháp Đăng, Thượng Tôn Pháp Tăng, Thượng Tôn Anh, để được Phật tích đến Thượng Tôn Kỳ, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Thầy kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch cái ngày kính quý vị quả thật thì rất là hay. Một chỗ là như là lời Thượng Tôn đã nói đó, cái đề pháp này rất là đặc biệt và rất là quan trọng. Nếu một người có chánh tri kiến thì chúng ta phải có một cái sự hiểu biết một cách tốt đẹp. Nhưng ngược lại, trên cái quan kiến hay trên cái tinh thần học Phật của người dân Việt là giới hạn phổ biến ở trong tứ thực này thì cũng có nhắc, nhưng điều mà cái nhắc đó chỉ là cho xuyên qua những cái lớp dạy thôi của các quyền họ hay là các cái tăng ni. Nhưng nó không phải là một thể tài để thuyết giảng mang tính tốt đẹp. Cái điều này nó cũng có cái lý. Cái lý chỉ là nếu mà chỉ trình bày tới con người đối sống chỉ cơm nước coi như là ngũ cốc cơm nước bánh trái là cấp linh caro haro, nhưng điều ngược lại đoàn thực xúc thực tư niệm thực và thức thực, thì cái thái độ, cái cách sống và cái thái độ sống của người Việt nó khác. Khi nói ra thì nghe nó rất là tuyệt vời. Đây là một việc. Vì thứ nhất ấy, nó là một cái điều mà ít có nghe các vị giảng sư người ta giảng rộng. Nó cũng có cái lý. Là bởi vì khi nào mà học về ví dụ pháp nhiều đó thì người ta mới thấy cái thứ tứ thực nó là một vấn đề lớn. Nó là một vấn đề nó bao trùm, nó cả thải. Còn ở đây phải nói rằng là cái tinh thần của ví dụ tạng giới học Phật của Việt Nam, có một số người ta có người chỉ nghiên cứu về di thích câu xá thành thật vân vân hay Trung Quán gì đó, thì cái đó nó chỉ là một cái lý kinh của đại thừa. Nhưng phải nói là nếu mà ai mà giải thích vận hành xúc thực tư niệm thực và thức thực nó như thế nào trong đời sống, thì lúc đó đó nó thiếu đi cái yếu tố để hiểu biết về cái kiến thức
nó phải đòi hỏi ví dụ gì, cái giá trị của xúc là như thế nào, thọ như thế nào, niệm như thế nào, tưởng như thế nào, nó như thế thôi. Còn cái tinh thần mà chỉ khuyến tu là tức là dạy về lục hòa, dạy về nhân hóa, về tứ đế, hay là ta dạy về cái tứ thập nhị chương, rồi người ta thầy dạy về cái thập thiện nhân dân, thì chỉ cho giới mà biết về về cái học Phật nó một cách căn bản như vậy. Cho nên những cái điều mà để cao hơn nữa, để bay cao hơn, có nghĩa là nếu không phải là người ta không học những cái bốn cái thực này, người ta không bay cao, nhưng phải nói rằng nếu như không xuyên suốt, không kinh qua và không nhớ được, không nắm bắt rõ ràng trên tứ thực này, thì chúng ta rất là khiếm khuyết. Khi nói về pháp giới chúng sinh, sự di tồn, sự sống ở trên cuộc đời này là dựa trên tứ thực, thì chúng ta thấy chỉ có một điều, cái tinh thần của chúng ta chỉ là mang tính cơm áo gạo tiền rồi thôi, coi như là có học thực kệ, cũng như học Phật, cũng như là một chút địa đỉnh để hiểu biết, để bỏ túi, rồi trong kiếp lai sinh thì nó cũng được an vui, cũng được tốt đẹp. Và chúng ta cứ nghĩ rằng coi như là tạo chút phước lành gì để mang theo. Rồi một cách nữa nó tức lại là người ta nghĩ rằng ăn chay niệm Phật, tu hành ăn chay niệm Phật một tháng, một hai ba bốn ngày gì đó rồi là đủ rồi. Rồi người ta nghĩ rằng là tu thôi ăn hiền ở lành, coi như đó như ăn chay cái niệm Phật cái tà như vậy, thì cái tinh thần cũng không có phải mà để mạnh mẽ, để mà có sự nghiên cứu, nếu mà tính tức bài bản hay ngay cái nghiên cứu nó mang tính tức là tốt đẹp nữa. Và đã quản lý một thời gian dài, ít có những lớp dạy của Phật tử, phải nói thật như vậy, sau này thì có những lớp dạy của Phật tử, chứ trước kia thì ngay cả đằng những cái buổi thuyết giảng, hay những cái buổi mà thảo luận, hay những cái buổi mà để mà truyền trao thì nó cũng rất là ít. Cho nên vì vậy, tuy nói rằng đạo Phật chiếm đa số như vậy, nhưng đều phải nói chiếm đa số, trong chiếm đa số đó là người ta hiểu được đạo Phật thì nó rất là giới hạn, mà hiểu được nhiều bài, hiểu đúng và hiểu cái giáo lý mà chính chân truyền của Phật thì nó lại là khác hơn nữa, cái giáo lý nguyên thủy nó lại là khác hơn nữa, mà giáo lý đại thừa thì ít có đề cập đến trên cái tứ thực này. Còn người ta trình bày cái giáo lý đại thừa và thế là chính là vì vậy cho nên ít có con người hiểu biết được trên cái tứ thực này trong cái tinh thần của phổ biến Phật học hay giới Phật học của Việt Nam là như vậy. Và đây chính là cái ý kiến của chính con. Nếu có cái gì cần có tốt thì cứ cứu thỉnh với Ngài để tự tòa. Kính mục thần tự tòa quay trở lại Nam Mô A Di Đà. Sao thưa cái trường tự tòa thưa quý vị. Mình sự tập thầy siêu tự tòa có ở trước máy không vậy? Nếu sự tòa nghe được kinh thịnh, sự tòa còn ghi cho biết. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, thượng tọa đang nghe được không? Nếu thượng tọa đang nghe được, dạ. Thì đó có một vị nói rằng, nếu một người hiểu rõ tứ thực, thì họ sẽ không bao giờ nói rằng, nhờ trời Phật phù hộ mà ăn nên làm ra. Nếu một người hiểu biết về tứ thực, thì người đó sẽ nói rằng, mình cố gắng mình tạo nghiệp lành để có những cái phước báo và hành trạng đi nghiệp gì đây. Nếu một người hiểu biết tứ thực thì thấy rằng cuộc sống của mình đối với tâm, đối với cảnh đều là ý thức quan trọng. Thì theo thượng tọa Pháp Đăng, cái hiểu biết về tứ thực có những lợi ích nào cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Kính cung thưa thượng tọa. Alo.
Alo. Dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Thì khi mình nói về tứ thực, thật sự ra mình khi mình hiểu được tứ thực thì mình sẽ hiểu được cái giáo lý luân hồi của Đạo Phật. Thường thì chúng ta biết rằng đoàn thực là cái bậc thực để nuôi thân này. Và trong đoàn thực thì trong kinh tăng chi, trong kinh Tương Ưng Bộ đó thì có thí dụ như người mẹ ăn thịt, hai vợ chồng ăn thịt đứa con là gọi là đoàn thực. Tại vì mình ăn mỗi ngày như vậy đó thì những cái vật thực mình ăn đó, đa số là những cái loại vật thực từ những con vật này kia nọ. Mình giống như người con mà chết mình ăn thịt là để mình ra khỏi sa mạc. Thì đoàn thực á, thì chúng ta thấy có đoàn thực ở đây á, là thấy giống như thuốc bổ thì chúng ta thấy làm bằng nhiều cái loại thực vật, động vật. Vật thực mà mình ăn tôm cánh trái để mình ăn để nuôi dưỡng cái thân này. Những cái dưỡng tố, những cái chất vitamin để những cái loại thuốc bổ, những cái loại để vật thực mà vào trong tĩnh mạch của mình để nuôi sống mình. Còn xúc thực á, là mình nói đến cái nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Thường thì quý vị biết rằng mỗi ngày đó mắt mình mở ra, mắt mình nhìn thấy cảnh sắc thì nhãn xúc đó, nếu mà không có xúc đó thì không có duyên cho thọ. Thành ra xúc, khi một người mà hiểu được xúc đó, là người đó tri được ba cái loại cảm thọ. Hiểu được xúc mình tri được ba cái loại cảm thọ. Những cái cảm thọ nó liên hệ đến ái, những cái cảm thọ nó liên hệ đến đến những cái cảm thọ mà liên hệ đến người xuất gia hoặc là người cư sĩ, những cái cảm thọ nó liên hệ đến thọ hỷ, thọ xả, thọ ưu, thọ khổ. Thì như vậy nên khi mà nói đến đến hiểu được cái ba thọ đó, hiểu được xúc đó, thì hiểu được các cái loại cảm thọ. Còn hiểu được được thức thực đó, làm hiểu được danh sắc của gì. Bởi vì thức đó, thức của chúng ta đó là muốn nói đến cái sự đi tục sinh của chúng ta. Bởi vì thường thường chúng ta biết rằng tư niệm thực nói đến cái sở hữu tư, đó là nghiệp, nghiệp trong thiện ác mà chúng ta đã tạo đó, rồi dẫn chúng ta đi tái sanh. Ví dụ một cái người làm thiện á, mình làm bất thiện á, thì cho ra cái tâm tục sinh là cái tâm thẩm tấn, mình sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Như vậy cái thức, cái tư niệm thực á, đó là cái nghiệp bất thiện thì cho ra cái quả thức đi tái sanh vào cái khổ, trong khổ cảnh, vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Còn nếu mình làm những cái thức mình gọi là tâm thiện ly trí đó, thì cho ra cái tâm quả ly trí thì tái sanh làm người lạc nhị nhân. Còn làm thiện có trí đó, mình tục sinh làm người tam nhân. Và các cõi trời đó, bảy cõi dư dục giới và cõi người chúng ta thì thường thường tục sinh bằng cái tâm quả nhị nhân, tâm quả tam nhân. Những chúng sanh mà xuất sanh đó, thì tục sinh bằng tâm thẩm tấn, xả, bất thiện, nên sanh vào khổ cảnh như là xuất sanh. Như vậy á, thì cái tư niệm thực á, và cái thức thực á, thì chúng ta hiểu rằng cái tư niệm thực á, nó sẽ tạo ra cái thức đi tái sanh. Chính vì như vậy á, nên khi một người tạo thiện nghiệp á, mà mình thấy như là mình tạo những thiện nghiệp có trí đó, ví dụ mình bố thí có trí hoặc là tu thiền có trí. Bố thí có trí là bố thí đúng thời, bố thí có lòng tin, bố thí có cung kính. Còn khi bố thí gượng ép hoặc là bố thí có tổn hại đó thì mình tránh những cái bố thí như vậy. Bố thí nó liên hệ đến những cái gì không có tốt. Còn trì giới cũng vậy, tu thiền cũng vậy, rồi cung kính, rồi phục vụ hồi phước tùy hiểu, phước kính pháp thiết pháp, hoặc là cải chánh tri kiến, thì những cái thiện nghiệp đó, đó nó sẽ cho ra những cái tâm tục sinh, mình gọi là cái nghiệp thiện, nó cho ra cái quả thiện tương ưng với cái tâm thiện. Những cái tâm đó chúng ta thấy biết là tám tâm thiện dục giới và tám tâm quả dục giới. Như vậy thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình sẽ làm được cái thân khẩu ý của mình nó hiền thiện hơn. Mình giữ giới để mục đích là mình diệt trừ cái phiền não, là phiền não tham sân si. Mình tu thiền cũng để diệt trừ phiền não, vì cái tâm thiện học trí đó là do tự mình sanh ra, mình hiểu được những sự thật. Hay là mình bố thí hay trì giới hay là mình cung kính cũng vậy. Nếu mình cung kính bằng cái tâm thiện học trí đó, mình nghĩ Đức Phật nói ở trên đời này có rất là khó tìm được hạng người
cung kính những người đáng cung kính và không cung kính những người không đáng cung kính. Bởi vì chỉ có khi nào mình có trí, mình phân biệt được cái người này đáng cung kính, mình mới cung kính. Nên thường thường Đức Phật nói rằng cái hạng người mà biết được ở trên đời này, cái người đáng cung kính, mình cung kính, đó là cái hạng người cũng khó tìm ở đời. Và cái hạng người mà không cung kính những người không đáng cung kính, nó cũng khó tìm ở đời. Tại vì người này không phải là cái người mà họ không biết tôn kính, nhưng mà họ thấy những người hạng người này không đáng tôn kính nên họ không có tôn kính. Chúng ta thấy thời kỳ của Đức Phật á, những người cư sĩ đệ tử Đức Phật á, là cung kính Đức Phật và các bậc thánh, nhưng mà biết những vị ngoại lục sư ngoại đạo là những người mà dẫn dắt vào trong cái thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Nên những người này là những người cư sĩ, họ không có lễ bái những cái người này, vì họ biết những người này không có đáng cung kính. Nhưng mà chúng ta bây giờ thì rất là khó. Nếu mà chúng ta nói theo như Đức Phật ngày nói đó, thì những cái người mà họ tu tập sai lầm đó, là những người không đáng cung kính. Vì cung kính họ đó, thì những người ta thấy mình cung kính như vậy thì họ cũng sẽ cung kính cái người đó. Và những người đó dẫn dắt vào những cái cảnh giới đọa lạc. Thành ra Đức Phật nói rằng một người mà tìm những người này cũng khó. Nên bình thường quý vị biết rằng bố thí hay trì giới hay là cung kính hay là phục vụ hồi hồi phước, tùy hỷ phước, hay là thính pháp, thuyết pháp, hay là cải chánh tri kiến đó, mình biết những cái gì sai lầm, mình từ bỏ cái đó để mình sửa cho đúng đắn. Dù cái đó với cái thời gian, với cái tôn giáo mình đi theo, với cái thời gian năm tháng mình bỏ vào đó rất là nhiều, nhưng bây giờ mình thấy sai mình bỏ cái đó, mình từ bỏ những cái đó, vì cái đó nó không mang lại cái lợi ích cho mình, nó chỉ mang lại những cái chiết xử lậu hoặc, nó mang lại những cái giới cấm thủ, những cái kiến thủ, những cái ngã chấp thủ thôi, chứ nó không có đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Như vậy thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình sẽ làm cho thân khẩu ý mình nó tốt đẹp cái gì. Thân khẩu ý mình, cái tư niệm thực đó, chúng ta hiểu rằng đó là cái mình hiểu được cái sự tục sinh trong tam giới, mình hiểu được cái nghiệp tục sinh trong tam giới, cái hành động thiện ác của chúng ta, tự chúng ta làm chúng ta chịu thôi, chứ còn không phải người khác làm gì chúng ta. Mà từ cái tâm chúng ta, đó là cái tâm thiện hợp trí, hay là tâm thiện ly trí, hay là tâm thẩm tấn bất thiện, hay là tâm thẩm tấn thiện để sanh làm người lạc vô nhân, ngớ ngẩn. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy á, chúng ta sẽ có được cái sự lợi ích. Và trong tứ thực đó, thì Đức Phật Ngài có nói đến cái thử thí dụ trong kinh Tăng Chi Bộ đó. Ngài nói đoàn thực giống như người mẹ ăn thịt con, thức thực giống như con bò mà lột, xúc thực giống như con bò lột da vậy. Con bò bị lột da nó dựa vô đâu cũng khổ hết. Cũng như khi mà người biết xúc thực á, sanh lên các cảm thọ đó, dù thọ hỷ hay là thọ xả, thọ ưu, thì những cái cảm thọ đó cũng là vô thường thôi. Nó sanh là diệt. Con bò nó lột da đó thì nó dựa vô đâu nó cũng bị như con ký sinh cắn nó hết. Nếu mà con bò đó mà nó dựa vô cái vách đó, thì cũng bị ký sinh trong vách cắn nó. Nó đứng ở hư không đó, thì cũng bị những con cền cờ, những con chim bay vào đĩa thịt đó. Nên đó, được ví dụ như là đoàn thực giống như người mẹ ăn thịt con, mà xúc thực giống như con bò bị lột da. Và tiềm thực và thức thực đó, thì Đức Phật này ví dụ như là một người mà bị hơi vô cái hầm lửa, hoặc là một người bị 100 giáo buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thì người đã khổ như thế nào. Thành ra nhiều khi Đức Phật nói rằng cái thức thực đó, là cái tâm chúng ta nó nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức náo loạn trong tâm chúng ta, và chúng ta phải phòng hộ nó hoài. Còn nếu nó không phòng hộ nó đó thì mình sẽ tạo nghiệp. Bởi chúng ta thấy không, mắt chúng ta đó, nếu mà chúng ta không thu thúc nó trở thành cái lỗ ngủ có động lực, thì động lực đó là bất thiện hay thiện. Nếu động lực đó bất thiện đó, thì nó là cái nghiệp bất thiện. Nếu động lực thiện đó, thì tương đối chúng ta là người có tu tập. Như vậy đó, thì khi mà mắt chúng ta đó lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, lộ ý môn, thì hãy có động lực đó, thì có thiện bất thiện. Và nếu mà chúng ta mà không có tu tập đó, thì có bất thiện, mà chúng ta có tu tập thì có thiện. Như vậy thì Đức Phật này thí dụ cái sự khổ của thức như vậy đó. Khi hiểu được thức đó, tư niệm thực đó, mình hiểu được ba cõi. Ba cõi nghĩa là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đó, đều là do cái nghiệp mà để tái sanh. Thức thực như vậy đó thì mình hiểu được là danh sắc. Mình hiểu được danh sắc, cái nghĩa là thức thực đó, thì nó tạo ra danh sắc. Ở trong cái sự mà nương vào sắc để mà mình có cái thân này, rồi có cái danh là cái tâm mình để biết cảnh này thế nào. Thì như vậy nên khi mình hiểu được như vậy đó, mình sẽ thấy được cái lợi ích trong cái hàng ngày của mình. Như vậy thì Đức Phật ngày nói đến cái vấn đề này đó,
thì Ngài cho chúng ta biết rằng cái sự khổ, cái sự khổ của cái tứ thực đó, mà chúng ta phải vận hành trong đó hoài. Nếu mà chúng ta có xúc thực đó, thì nhãn xúc, nhĩ xúc như vậy nó sinh ra những cái cảm thọ. Khi mà ta làm gì vừa lòng mình vui, mà người ta không làm cái gì vừa lòng đó, mình buồn. Nên thường thường quý vị, chúng ta thường nói quý vị đó, cái xúc thực đó, nó sẽ chia ra ba cái loại cảm thọ. Và những cái cảm thọ đó nhiều khi vui buồn đó mà chỉ là câu nói của người ta thôi. Người ta khen mình thì vui, người ta chê mình thì buồn. Lúc mà được lợi vui, mất lợi thì buồn. Lúc được danh thì vui, mất danh thì buồn. Lúc được khen thì vui, mà bị chê thì buồn. Như vậy á, thì những cái vui buồn của mình á, Đức Phật nói rằng cái xúc thực đó, nó như vậy đó. Nó như vậy đó, thành ra mình khi mình hiểu được như vậy đó thì cái tâm mình bình thản. Mình hiểu được nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc nó sanh ra những cái cảm thọ. Và những cái cảm thọ này đó, nó cũng chỉ là vô thường thôi. Nó vô thường thôi mà nó cũng là khổ. Nó giống như con bò mà lột da vậy, chỗ nào cũng bị con, những con vật nó cắn vào cái lớp da, không có lớp da để bảo vệ thì thịt ở đâu nó cũng bị cắn hết. Thì cũng giống như vậy. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng khi một người mà hiểu được cái tư niệm thực á, hay là cái thức thực á, là cái sự tái sanh trong ba cõi, cái sự hiện hữu của danh sắc, thì người đó hiểu được như vậy đó, thì người này thấy rằng cái nghiệp và thiện ác là do mình thôi, cái cảnh tái sanh vui buồn do mình thôi, chứ không phải có một người nào đó cho mình, mà cái nghiệp đó từ tâm của mình sanh ra. Mà thường thường mình gọi là tâm á, thường thường mình gọi chung là danh sắc. Cái tâm mình nương vào cái sắc uẩn như là nhãn, thì thần kinh nhãn, thì mắt nương vào thần kinh nhãn đó để tâm nhãn thức nương lên. Tâm nhãn thức nó nương lên như vậy, nó sanh lên như vậy đó, thì nó có những cái động lực. Những cái động lực đó là những bất thiện, mà bất thiện mà tạo thì nó sẽ có đi tái sanh trong các cảnh giới. Như vậy mình hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ thấy được các cái cảnh giới như vậy đó, nó thật sự là khổ. Thật sự là khổ, thật sự là vô thường, thật sự là khổ, thật sự là vô ngã. Nó không nằm dưới cái quyền nào hết, mà nó chỉ nằm ở trong những cái pháp thiện, pháp bất thiện, nó vận hành như vậy thôi. Nên thường thường mà đọc trong A Di Đà thì mình thấy rằng tâm chia ra có tâm thiện và tâm bất thiện, tâm vô ký. Tâm vô ký là muốn nói đến là những cái tâm mà nó hình thành những cái tâm quả vô nhân á, nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đó, rồi sau này nó sẽ tiếp nối với những cái thọ nó duyên cho ái đó, nó sẽ tạo ra cái quả, tạo ra cái nhân, nó đưa cái quả luân hồi tiếp tục nữa. Thì như vậy, nên khi chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta mới có được cái lợi ích từ cái hiểu được tứ thực, đoàn thực đó, là vật thực nuôi thân này. Đoàn thực thì Đức Phật này ví dụ rất là khổ, giống như người mẹ mà ăn thịt đứa con đã chết. Xúc thực giống như là cái con bò mà bị lột da. Tư niệm thực giống như là một cái người bị người ta cầm hơ vào cái hố lửa. Thức thực giống như một người bị đâm nhiều giáo. Thì cái sự khổ nó cũng giống như vậy. Khi mình ngủ đó, mình muốn ngủ nhưng mà người ta làm cho mình thức dậy, hoặc là người ta làm những việc mà trước mắt mình rồi mình không chế ngự được, mình sân hận, mình tham lam. Thành ra quý vị thấy bây giờ nhiều khi mình nói rằng một người mà họ bạo loạn đó, họ cúp của vì họ đói khát, họ thấy người ta có của, mắt họ thấy nên họ khởi lên cái việc đi cướp của người ta, giết hại người ta, là chúng ta thấy nó là như vậy đó. Thì chúng ta mới hiểu được là cái sự khổ từ muôn thuở thôi. Cái người nghèo thì họ thiếu thốn thì họ đi cướp của người giàu, họ có cơ hội thì họ ăn cướp thôi, nó không thể nào tránh khỏi được hết. Thì nếu mà họ biết tu tập đó, thì họ sống đúng theo pháp, còn ngược lại họ không biết tu tập đó, thì lúc nào đó họ cũng cái sự não hại trong thế gian này nó cũng không có ngừng lại quý vị, nó không ngừng lại, nó không dừng lại được, nó cứ liên tục như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho Thượng Tọa Nhật Đặng. Có gì muốn nói thêm thì thỉnh Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic cho Thượng Tọa. Sa thúc cái chừng Thượng Tọa Pháp Đăng. Đại Đức Phật Tính đi. Đại Đức Phật Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Phật Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Phật Tính trả lời cho cô thảo luận số 3. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tân đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa Tân trả lời cho cô thơ luật số 3.
Dạ. Thì đó tính đau khổ là một đề tài rất là phổ thông. Ngay cả một người mà thích coi cải lương đó, thì họ cũng nghe nhiều về chuyện khổ, nghe những câu chuyện về những tình lang và điệp, những chuyện sanh ly tử biệt, những cái tình cảnh gọi là bi kịch của cuộc sống. Nhưng nếu một người mà chỉ nói về sự khổ, nhưng mà họ không quan tâm đến khổ ngũ, nhân sanh khổ, vì khổ và con đường thoát khổ đó, thì có vấn đề gì qua cái nhìn của Phật học ở cái tỉnh trường đạo học đó? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Tọa Giác Đẳng, Tọa Phật Đăng, Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh, Tính, Sư Tịch Đệ Đức Tề Tri, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con nghĩ rằng cái hiện trạng mà khổ thì nó vẫn diễn ra ở trong cái đời sống của mình. Nhiều khi là mình muốn tránh né, nó khổ nhiều quá cũng không muốn bàn cái khổ nhiều quá cũng không muốn bàn. Bạn giờ bạn chỉ vui đi chứ bạn chỉ khổ bằng chi? Chẳng lẽ là mỗi ngày cứ nói khổ hoài. Nhưng mà cái việc mà đối mặt hay là tránh né đó, thì cái khổ nó cũng vẫn là diễn ra trong đời sống. Con nghĩ rằng là thường là những trong cái đời sống hàng ngày đó, gặp phải chuyện gì mà nó trái ý Phật lòng, hay nhiều khi những cái việc gì mà nó xảy ra làm cho cuộc đời này nó xuống quá, thì người ta cứ than khổ thôi. Khổ rồi thậm chí kêu trời kêu Phật, kêu cha kêu mẹ kêu ông kêu bà, vân vân, thì để mà rồi mà than trời trách đất vậy thôi. Tại sao tôi phải bị khổ như thế này? Mỗi người có cái khổ khác nhau, và cái khổ ở trong mỗi cái giai đoạn của cuộc đời đó, của một kiếp sống đó, thì nó cũng khác nhau. Có khi thì như thế này, có khi thì như thế khác, có khi khổ về thể chất, có khi thì khổ về tinh thần, khổ về thân, rồi khổ về tâm, nhiều thứ. Thì cái việc mà khổ thì như con thưa đó là dù mình có né nó hay là mình đối mặt với nó thì cái việc khổ cũng vẫn diễn ra. Rồi mình có than trời trách đất thì cái khổ nó cũng đã tới rồi. Thì không thấy cái nguyên nhân của sinh khổ, cái nguyên nhân của sinh khổ. Ví dụ như là bây giờ là mình biết rằng mình làm những điều ác thì sẽ có cái hệ quả là khổ, là bị pháp luật trừng trị. Nếu mình làm cái điều phạm pháp thì bị pháp luật trừng trị, hay hoặc là mình làm điều ác thì mình sẽ bị cái nghiệp quả ác, nó sẽ khổ đến cho đời sống hiện tại này cũng như là kiếp sống ở mai hậu. Thì nhưng mà rồi đó là người ta cứ vẫn làm, ta cứ vẫn làm, rồi đến khi mà cái quả nó trổ thì mình than khổ. Than khổ rồi than trời trách đất, mình nói ô sao tôi khổ quá. Thì sự thật ra đó là cái mà mình than khổ đó, cũng chẳng qua là mình thấy được cái hệ quả của nó thôi. Giống như là cái quả của nó có ra vậy rồi mình thấy như vậy thôi. Mà mình thấy được cái điều đó thì nhưng mà mình phải đoạn cái nhân của nó, giống như cái gốc rễ mà đưa đến cái khổ đó. Thì mình bỏ nó đi, không dứt trừ nó đi, nhưng mà để rồi cái khổ đó, nó đến thì mình lại than. Thì
cái nhìn sắc lúc mà mình hành động đó, hay là mình gieo nhân đó, thì lúc đó mình nên tránh cái nhân đó đi để rồi phải khổ, phải bị khổ. Thì nhưng mà nó ác nghiệp cái chỗ đó là cái khổ đó, mình biết là biết cái mà nó đã rồi. Còn lúc mà cái nhân sanh khổ, tức là bắt nguồn từ ở cái ham muốn của mình, ham muốn cái này, ham muốn cái kia, rồi khi có cái đó nên là khổ, rồi khi chưa có cái đó thì ham muốn tìm cầu bằng mọi cách để có thì cũng đã khổ, rồi cuối cùng có cái đó rồi nó lại khổ nữa. Nhưng mà rồi đó thì thường là bắt nguồn từ ở cái ham muốn của mình, tức là tham, từ cái tham. Cho nên là Phật dạy đó, mình biết được cái nhân sanh khổ, thì cái điều mà tốt nhất là mình phải diệt cái nhân sanh khổ đó, đừng có tạo cái nhân sanh khổ. Để rồi là khi mà mình tạo cái nhân sanh khổ đó rồi đó, thì cái hiện ra thì mình có than trời trách đất, hay là than cái này cái kia đó, thì chuyện nó cũng đã rồi, mọi chuyện nó cũng đã rồi. Cho nên là ở đây đó là trong cái đời sống hàng ngày, chúng tôi nghĩ rằng khoan cái nói là sống kiếp sống hậu, tương lai như thế này thế nọ, trong đời sống hàng ngày thì mình biết cái cội nguồn của khổ đó, thì mình phải nên diệt tận cái gốc rễ của nguyên nhân đưa đến khổ. Từ đừng có tham cầu cái này, tham cầu cái nọ. Nói như vậy đó thì không phải là dễ để dứt bỏ được cái tham cầu, nhưng mà mình giảm bớt chừng nào, hay là mình tránh nhân chừng nào á, giảm bớt hay là mình tránh nhân đưa đến đau khổ, thì có lẽ là mình cũng giảm bớt. Còn nếu mà mình không có giảm bớt, hay là mình không có tránh cái nhân để đưa đến đau khổ đó, thì con nghĩ rằng mình cứ vòng vòng trong cái dạng khổ quá. Chẳng qua là lấy cái khổ này là để so sánh với cái khổ kia, rồi là mình nhìn về cái khổ này để mình cái khổ kia để so sánh, thì thấy cái này nó khổ hơn cái nọ. Nhưng mà quẩn chung á, thì cái khổ, nỗi khổ đó, dù là tâm lý hay là thể chất, nó cũng vẫn diễn ra. Cho nên là con nghĩ rằng cái điều đó đối với một cái người học Phật hay là tu Phật đó, trong cái lời dạy của Phật, thì mình biết được cái nguyên nhân sanh khổ, thì mình nên tận diệt cái nguyên nhân sanh khổ đó đi, để rồi không có cái quả khổ. Chúng ta cũng khỏi phải là than trời hay là trách đất gì, thì cái việc mà nó đã rồi. Vì vậy cho nên là hãy diệt cái nhân sanh khổ là điều mà cần làm. Mà cái giáo pháp của Đức Phật là dạy cái diệt nhân sanh khổ đó, mình thực hành đó, có được cái sự an lạc, dù là cái sự an lạc nó nhỏ nhất, tối thiểu nhất đó, thì cái điều đó nó cũng là được cập ở trong đời sống. Chúng tôi xin thưa là như vậy. Con xin có cái gài là lớp ý qua cái lời câu hỏi thượng tọa vừa nêu, còn mấy thời gian lại tỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Sa thú kinh ở trường thượng tọa pháp thân, bạch chí tôn đức và thưa quý phật tử, bài kinh hôm nay có từ đề là chánh tri kiến, hay là cái nhìn đúng đắn, hoặc giả là cái quan kiến thuận với pháp, hợp với những lời Đức Phật dạy. Và từ ban đầu thì ngài Sariputta, là ngài Sa Lợi Phất, ngài có nhấn mạnh rằng một cái vị mà có cái nhìn đúng đắn như vậy rồi, thì vị đó sẽ có cái niềm tin bất động ở giáo pháp, và có những cái thành tựu ở trong giờ sự tu tập, hay trong ngôi nhà của giáo pháp. Bất cứ đề tài nào mà chúng ta đề cập đến tại đây về sự phân biệt thiện ác, hay là hiểu biết về những chất liệu nuôi dưỡng sự sống, hoặc giả là về đau khổ và hạnh phúc, hoặc giả là giáo lý duyên khởi, vân vân, thì những điều đó tất cả đều
là những cái lĩnh vực quan trọng để xác lập cái nhìn đúng đắn của mình. Nói một cách khác là nếu chúng ta đi vào Phật Pháp đó, thì đây là những đề tài mà chúng ta phải hiểu. Ví dụ như Phật Pháp đặc biệt dạy về thiện và ác. Thì thiện và ác không phải đơn thuần là cái chuyện mình làm gì người ta khen, làm gì người ta chê, hay là cái tốt sống bình thường, mà chúng ta phải hiểu cái cội rễ nữa. Yeah. Ví dụ như là Đức Phật ngày dạy tâm dẫn đồ các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động thì khổ não sẽ theo ta như xe theo chân con vật kéo. Thì như vậy á, thì nếu với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, hoặc là câu thứ hai Đức Phật, nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, thì cái tâm ô nhiễm đó là nói về tham sân si, và tâm thanh tịnh là vô tham vô sân vô si. Thì chúng ta không thể hiểu thiện ác về cái mặt nổi ở bên ngoài, mà chúng ta phải hiểu về cái thiện ác từ cái động lực sâu xa, từ cái cội rễ, tức là tham sân si, vô tham vô sân vô si. Thì cái hiểu như vậy là hiểu thiện ác có chiều sâu. Và theo lời dạy của Tôn giả Xá Lợi Phất, đây là một cái lĩnh vực rất quan trọng. Ngài cũng dạy về tướng thực. Chúng ta nói là bốn dưỡng tố. Điều này cũng đồng nghĩa đến với là cuộc sống của chúng ta được hình thành, được tồn tại, để tiếp diễn như thế nào. Thật ra đây là một đề tài rất là căn bản ở trong cái nhìn của người học Phật. Ngay cả những người Phật tử đi chùa rất lâu, và thưa quý vị, thì vẫn tin rằng ở trong đời sống của mình, cái vui, cái khổ, cái may mắn hay bất hạnh đó, nó là do ơn trên phù hộ, do cái một đấng thiêng liêng nào đó ban phúc tha tội. Khi mà mình nghe nói như vậy thì ít có ai nghĩ rằng nó là vấn đề gì quan trọng lắm. Cái chuyện mà một đấng cao cả nào đó ban phúc tha tội, nói nhờ trời Phật mà bây giờ được ăn nên làm ra, nhờ trời Phật mà con cái nó giỏi, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc về tứ thực thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống này, vật chất nó có những cái dinh dưỡng, có những cái chất liệu để tồn tại. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta một phần là ảnh hưởng của cảnh, ví dụ trường hợp xúc thực. Mình sống ở đâu, mình tiếp xúc với ai, những người thân cận mình là gì, và cái lối sống hàng ngày, cái cảnh đó là ảnh hưởng tâm của chúng ta như thế nào. Và chúng ta cũng hiểu rõ cái tâm ảnh hưởng sự sống như thế nào. Bây giờ chúng ta sống mình luôn luôn với tâm tiêu cực thì mình không thể mang lại, không thể mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tại cái đó chúng ta gọi là thức. Cái xúc thực á, là cảnh á, nuôi dưỡng tâm, nhưng mà thức thực tâm nuôi dưỡng sự sống. Và tư niệm thực á, là cái chủ tâm tạo tác nuôi dưỡng luân hồi. Chủ tâm tạo tác ở đây tức là những cái chủ tâm thiện hay bất thiện đó, nó tạo nên hạnh nghiệp, hạnh nghiệp tạo luân hồi. Thì một cái người mà hiểu về tứ thực cho rõ đó là hiểu về nhân quả. Người hiểu tứ thực cho rõ đó, hiểu về những cái động lực và những hệ quả của cuộc sống. Một người hiểu rõ về tứ thực đó là hiểu về những cái tương tác giữa tâm và cảnh. Khi một người có một cái nhìn rõ về tứ thực đó, thì người đó không có mơ hồ là cuộc sống của mình do đâu, tại ai. Thí dụ là đối với chúng ta đó, nhiều lắm mà chúng ta nói hên xui, nhiều lắm mà chúng ta nói rằng trời Phật thương, nhiều lắm là chúng ta nói rằng ồ chắc là mình bị cái nghiệp gì đó, bây giờ mới khổ. Nhưng mà thật ra có nhiều thứ, có rất nhiều thứ chi phối, nào là tâm, nào là cảnh, nào là nghiệp, nào là cái thức ăn mà chúng ta ăn vào trong người. Thì như vậy cái nhìn về tứ thực đó, nó cho chúng ta một cái nhìn chân xác hơn, toàn diện hơn về cuộc sống, chứ nó không có đơn thuần là đổ lỗi quy trách. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ có nhiều người cuộc sống họ bực mình, rồi họ thấy đứa con nhỏ trong nhà khóc đó, họ đem đứa con ra đánh đó. Cuộc sống của tao có mày khổ quá, có nhiều ông cha bà mẹ làm ăn thất bại thì về nhà cứ quy trách là mình bị khổ vì thất bại là do đứa con. Thậm chí còn nói xa hơn nữa, hồi sinh ra đứa con làm cho mình lụng bại, làm gia đình là khổ. Thật ra những cái
niềm dừng niềm tin như vậy đó, nó không có xác thực về cuộc sống. Có khi thất bại bên ngoài thất bại, mà có khi đứa con nhỏ trong nhà nó khóc. Có nhi tại vì mình thất bại thành ra đời sống mình nghèo, đời sống nghèo con nó khổ nó khóc. Chứ không hẳn là nó khóc nó làm cho đời sống bại. Vì vậy khi mà nói về tứ lực đó là cho chúng ta cái hình ảnh rất là đặc biệt về những cái tương quan giữa năng và sở, giữa nhân và quả, giữa cái những cái yếu tố và những cái hệ quả của cuộc sống. Và ai hiểu được điều này đó thì người đó hiểu được, người đó có một phần có cái chánh kiến và cái chánh tri kiến. Và rồi hiểu về tứ đế cũng vậy. Hiểu tứ đế chúng ta khổ, chúng ta khóc, nước mắt rơi, chúng ta than thở. Nhưng mà sự than thở đó, nó không hẳn là chúng ta hiểu được sự khổ đâu. Mà sự than thở đó không hẳn là chúng ta hiểu nguyên nhân của đau khổ. Một người mà gặp chuyện khổ mà có đổ thừa cho người khác. Và hiện tại bây giờ đó, như tất cả chúng ta thấy trong cuộc sống đó, ở trong nhà mình gặp thất bại khổ, mình đổ cho người vợ, người chồng. Ở trong cuộc sống xã hội mình khổ, mình đổ lỗi cho chính quyền, đổ chính phủ, đổ lỗi cho ông A, cho nhân vật B. Thì đồng ý là những người đó có thể là một phần của hình ảnh mà chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta không biết sâu xa cái nguyên nhân của đau khổ được. Nếu chúng ta biết nguyên nhân sâu xa sự đau khổ, chúng ta đã giác ngộ rồi. Và cái nguyên nhân đau khổ đó, Đức Phật gọi là tanha, tức là một cái chứng bệnh trầm kha không bao giờ có thể thỏa mãn được. Giờ gọi là khát ái. Khát ái tức là cái sự khao khát mà muôn thuở. Mình nói mình muốn có chiếc xe rồi thì cũng không hạnh phúc. Rồi muốn có căn nhà cũng không hạnh phúc. Muốn có người vợ, người đó là vợ mình, làm chồng mình, mà có người đó rồi cũng hạnh phúc. Có người cứ luôn muốn hoài khát ái. Cái khát ái là phần cần tanha. Tanha là gì? Đó là cái khát ái không bao giờ thỏa mãn được. Cho dù mưa vàng, cho dù có được cái gì không khổ được. Cái đó là nguyên nhân sanh khổ. Khi mình hiểu như vậy, cuộc sống đặt ở vấn đề khác biệt hoàn toàn. Thì thưa quý vị, ngày mai thì chúng ta có lớp học Thắng Pháp Abhidhamm. Nhưng mà ngày thứ hai chúng ta trở lại với giáo lý Duyên Khởi. Thì một lần nữa, giáo lý Duyên Khởi lại là một cái lĩnh vực quan trọng khẳng định cái hiểu biết chân chánh của người Phật tử. Khi mà học Phật Pháp, khi mà chúng ta nhìn vào thế giới này, và khi mà chúng ta nhìn lại bản thân của chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma kính trưng chư vị giảng sư đã rò vào công trình thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.